Tiểu Bạch là đại trí tuệ chi hùng trong hồng hoang. Khẩu hiệu của Tiểu Bạch là Chăm chỉ tu luyện là tuyệt đối không có khả năng, bản hùng muốn đi cọ công đức. Nữ oa tạo người, Tiểu Bạch chạy tới hỗ trợ quấy bùng nhão. Thái thanh lão tự giáo hóa nhân tộc, Tiểu Bạch cũng điểm hóa một bộ phận nhân tộc. Chư thánh lập giáo, Tiểu Bạch cũng phải lập giáo theo. Đắc tội hùng hùng người, hoặc là tan hết gia tài, hoặc là cửa nát nhà tan, chính mình chọn đi con gấu này vì sao dám khắp nơi cọ công đức hãm hại lừa gạt chỉ vì phía sau hắn có người con gấu này quan xuất phân thánh nhân cũng cảm giác nhức đầu không thể trêu vào a tiểu thuyết mấu chốt hồng hoang mở đầu tố cáo hồng quân không đạn cửa sổ hồng hoang mở đầu tố cáo hồng quân TXT toàn tập đao loa hồng hoang mở đầu tố cáo hồng quân chương mới nhất đọc chương 1 không không một bản hùng muốn báo cáo hồng quân bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 001 Bản Hùng muốn tố cáo Hồng Quân trong hỗn độn, một hỗn độn thanh liên thai ngán ra một sinh linh. Đại thần bàn cổ, để chứng minh đại đạo. Chém ba ngàn hỗn độn thần ma, khai thiên địa, hồng hoang hiện, vạn vật sinh. Hồng hoang thế giới ức vạn năm, sinh ra thế gian đệ nhất con gấu. Thực thiết thú, tên là Tổ Hùng. Tổ Hùng là tiên thiên thần linh, có bạn sinh tiên thiên linh bảo như ý tường trúc, như ý tường trúc, tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo lợi hại gì, bất quá có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, công năng tạc nhiều, có thể thích hợp các loại chiêu thức. Tổ hùng bản thể là một con gấu con đen trắng đang sen, rất đáng yêu, rất đáng yêu. Nó là tiên thiên thần thú, vừa sinh ra đã có cảnh giới thái ất kim tiên sơ kỳ, đang ở hồng hoang sơ kỳ, coi như là trung lưu. Hồng hoang tiên nhân cũng chia làm ba bảy loại cảnh giới phân biệt là Tán tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, trảm tam thi, thánh nhân, hỗ nguyên đại la kim tiên. Trong những đại cảnh giới này lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn tiểu cảnh giới. Hiện giờ, hồng hoang sơ kỳ, thái ất kim tiên hậu kỳ cũng đã tính là cao thủ thượng lưu. Đương nhiên ngoại trừ nhân vật đặc thù cực kỳ cá biệt, như là hồng quân cùng những mầy lão tổ la hầu các loại có ba ngàn thần ma gốc trễ gia hỏa bắt đầu chuẩn thánh đỉnh phong đều là chuyện bình thường tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân ba vị theo chân tuy rằng so ra kém hồng quân các loại bất quá ba vị bọn họ chính là thiên địa ngũ nguyên tố kết hợp thành theo chân cũng vượt xa tiên thiên sinh linh bình thường ba người từ nhỏ đã là đại la kim tiên đỉnh phong kỳ khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có một bước khi tổ hùng đi du lịch hồng hoang đại xuyên trong lúc vô tình nhặt được một mảnh vỡ đĩa ngọc nhỏ mảnh vỡ đĩa ngọc nhỏ này cũng không phải phàm vật là một trong những mảnh vỡ của tạo hóa ngọc điệp đây chính là thứ tốt chân chính tạo hóa ngọc điệp chính là bàn cổ đại thần ghi lại ba ngàn đại đạo áo nghĩa vô thượng bảo vật bởi vì bị bàn cổ đại thần khai thiên lập địa áp lực mà tổn hại dù vậy là mảnh nhỏ cũng không phải phàm vật gì chính là ghi lại hai ba điều pháp tắc cũng là chí bảo vô thượng nhặt được thứ tốt như vậy bản hùng tự nhiên phải trốn đi nếu không bị người đoạt thì làm sao bây giờ tổ hùng một đường phi hành đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy phía sau núi cảm thấy nơi này cũng không tệ hùng trảo vung lên linh lực đánh ra một huyệt động tầm thường nhìn cái hang động tầm thường này tổ hùng rất hài lòng ai có thể nghĩ đến một tiên thiên sinh linh lại có thể làm ra một cái lỗ chó nếu là có sinh vật nhìn thấy tất nhiên gọi thẳng ngươi là tiên thiên sinh linh hổ thẹn. Tổ hùng sau khi chui vào huyệt động, ông mảnh vỡ đĩa ngọc bắt đầu tìm hiểu. Bất quá là một đầu thực thiết thú, cho dù là tổ hùng, cũng không thể vi phạm một ít thiên tính. Tổ hùng càng tìm hiểu cảm giác càng mệt mỏi, đôi mắt to dần dần hiếp lại. Hô hô! Tổ hùng thành công ông mảnh vỡ đĩa ngọc ngủ thiếp đi, nước bọt trong suốt từ từ chảy ra. Tổ hùng ngủ một giấc, chính là mười vạn năm thời gian 10 vạn năm này, trên đại địa bởi vì hấp thu tổ hùng nước bọt, cộng thêm trong thiên địa nồng đậm linh khí, mấy đầu thực thiết thú bị thiên địa thai ngán mà ra. Những thực thiết thú này ở trên phiến rừng rậm nguyên thủy phồn sinh tức, ngắn ngủi 10 vạn năm thời gian, thực thiết thú nhất tộc thành công chiếm lấy phiến rừng rậm này, từ đó về sau nơi này liền có một cái tên. Hắc thiết chi sâm Ha ha. Tổ hùng tỉnh ngủ, ha ha một hơi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, thật muốn cho người ta vỗ đầu gấu một cái. Cái này một giấc mười vạn năm thoải mái, không phải nó không cố gắng, mà là nó lấy một loại khác phương pháp, từ ngọc đĩa mảnh vỡ lấy tới cơ duyên. Nó thành công ngũ phục ngọc đĩa mảnh nhỏ, nhất mộng thiên thu, xem hậu thế vô số hội nguyên. Long hán đại kiếp nạn, tam tộc tranh bá. Đạo ma chi tranh, hồng quân hợp đạo. Vu yêu đại chiến, lục thánh cùng xuất hiện những hình ảnh này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là bản hùng bị Long Hán đại kiếp nạn ảnh hưởng, liền không còn. Sau khi không có bản hùng, thực thiết thú nhất tộc hoàn toàn cô đơn, sau vài lần lượng kiếp, thực thiết thú nhất tộc suýt nữa tuyệt diệt. Thế cho nên đời sau đều cần nhân tộc nuôi nhốt, dựa vào ông chân bán manh mà sống. Loại chuyện này bản hùng, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Quốc bảo có thể làm, nhưng muốn hạn chế tự do thân gấu, tuyệt đối không được hùng nhân nhất tộc, vĩnh viễn không làm nô. Mặc dù bao ăn bao ở, còn có chậu sữa, cũng không được. Bất quá bồn sữa trong mộng, thật sự rất thơm, rất ngọt. Sau khi đám người tộc xuất thế, bản hùng liền đi bắt mấy nhân tộc, phụ trách làm chậu sữa cho bản hùng. Tổ hùng nhìn mảnh vỡ để ngọc trong tay, nổi lên ưu sầu, tuy rằng mình từ trong đó đạt được cơ duyên, nhưng lại không tìm hiểu một tia pháp tắc. Về thiên tư của mình, tổ hùng không được thừa nhận, ở hồng hoang chỉ có thể tính là trung đẳng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất có thể tu luyện tới đại la kim tiên sơ kỳ. Bản hùng muốn nghịch thiên cải mệnh, bằng vào tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ hiện giờ, khó. Đã như vậy, bản hùng chỉ có thể thi triển kinh thế thần thông. Ông đùi. Hồng hoang ai to chân vậy? Hồng hoang lục thánh. Không được, bọn họ hiện tại hình như không có xuất thế. Long phượng kỳ lân tam tộc cũng không được, đều là ba đứa bé xui xẻo. Đạo ma lưỡng tổ, ma tổ quá hung, đạo tổ quá âm. Như thế xem ra, hình như chỉ có thiên đạo đại thần. Nói làm là làm, tổ hùng chui ra khỏi hang động, bay lên không trung. Gấu nhỏ, nguyện dân vật này lên, khẩn cầu thiên đạo đại thần giáng thế. Tổ hùng cắn răng một cái, lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, giờ cao hô to một tiếng. Bản thân thiên tư không tốt, muốn tìm hiểu pháp tắc trên mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp quá khó, cho nên chỉ có thể dùng để tặng người. lấy tạo hóa ngọc để mảnh nhỏ làm dẫn, thiên đạo cảm nhận được đại đạo ba ngàn khí tức, lập tức chú ý tới hắc thiết chi sâm. sắc trời đại biến, một nữ tử nghe thường trắng xóa xé rách tận mây phủ xuống trước mặt tổ hùng, đưa tay tiếp nhận mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. nữ tử bế mặt cảm thụ được tạo hóa ngọc để mảnh nhỏ ghi lại ba ngàn đại đạo trên thiên nhang băng lãnh tản đi biến thành nhu hòa. Hôm nay bản thiên đạo sinh ra không bao lâu, yếu hơn đại đạo. Hôm nay tìm được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, chỉ cần tìm hiểu mặt trên ghi lại ba ngàn đại đạo, bản thiên đạo sớm muộn siêu việt đại đạo. Tiểu Hùng, ngươi muốn ban thưởng như thế nào? Thiên đạo nữ bây giờ được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, thiên nhang vô cùng vui mừng. Nhìn xem quỳ cái này tổ hùng, nếu là người khác nhặt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, tất nhiên tư tàn bế quan, tuyệt đối sẽ không đem hiến cho mình. Tổ hùng này cũng coi như một con gấu thông minh, đáng thưởng. Đời sau mới có thể có càng nhiều người, vì bản thiên đạo làm việc. Thiên đạo đại đại, gấu nhỏ cả đời gặp nhiều tai nạn, khẩn cầu thiên đạo phù hộ. Tổ hùng thành kính nhìn thiên đạo hóa thân, cái chân này thích hợp, liền thích hợp chính mình đi ôm. Dũng Thiên đạo nữ gật đầu đồng ý, đưa tay sờ cái đầu nhỏ mượt mà của tổ hùng, cảm giác thật mềm mại thật thoải mái a à? tổ hùng nhìn thiên đạo nữ tuốt mình cũng không dám phản kháng chỉ có thể cảm thấy im lặng gấp bội ngươi làm thiên đạo thế nào cũng tuốt gấu a à? được rồi ngươi là thiên đạo ngươi không sai sai chính là bản hùng bản hùng không nên lớn lên đáng yêu như thế nào tổ hùng có công đức lớn ở hồng hoang thế giới thưởng hát thiết chi xâm làm tộc thực thiết thú vạn tộc không thể vô cớ xâm phạm thiên pháp diệu âm truyền khắp hồng hoang tứ hải bác hoang chúng sinh đều bối rối tổ hùng đã làm gì lại có thể được thiên đạo thưởng như thế thiên đạo này ban thưởng ý nghĩa tổ hùng chỉ cần không đi gây sự vẫn đợi ở hát thiết chi sâm tất cả sinh vật không thể đi hát thiết chi sâm tìm phiền toái đương nhiên nếu như tổ hùng tự mình đi gây sự có nghĩa là điều này sẽ không có hiệu lực thiên đạo nữ tuốt gấu một hồi liền muốn phi thăng muốn rời đi tổ hùng thi triển kinh thế đại thần thông ông lấy đùi thiên đạo nữ tổ hùng người đối với ban thưởng vừa rồi không hài lòng thiên đạo nữ vốn định trở về tìm hiểu mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp nhưng tổ hùng vừa ôm chân chẳng lẽ là cảm thấy ban thưởng của mình không đủ vừa nghĩ tới tổ hùng tham lam như thế nạn có chút không vui nhìn thấy ánh mắt kia của thiên đạo nữ tổ hùng liên tục lắc đầu nói gấu nhỏ không dám chỉ là gấu nhỏ có chuyện muốn báo cáo. Con gấu nại nại, cho dù bản hùng bất mãn, dám nói ra sao? Nói rồi, ngươi còn không phải lột da gấu của bổn hùng sao? Anh muốn tố cáo ai? Nghe được tổ hùng muốn tố cáo, thiên đạo nữ nhất thời cảm thấy hứng thú. Gấu nhỏ muốn tố cáo hồng quân, lão nhân kia trong tay cũng có một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, tặc lớn một khối, dám tư tàn không hiến cho thiên đạo đại đại. Hơn nửa đời sau hắn còn ở trong bóng tối, tính toán thiên đạo đại đại, muốn đem ngài mất quyền, để ngài trở thành hắn khôi lỗi. Tổ hùng đem những gì nhất mộng thiên thu nhìn thấy nói cho thiên cơ nữ nghe. Hồng quân lão đầu, không phải bản hùng không trượng nghĩa, thật sự là bản hùng rất muốn ông đùi. Hết chương này. Chương 2 002 Quốc bảo đại thánh người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 002, Quốc bảo đại thánh nhân Hồng Quân, thiên đạo nữ tự nhiên biết, đây chính là nàng trước mắt Minh Hữu. Hôm nay gấu nhỏ vừa nói, thiên đạo nữ cũng không khỏi hoài nghi Hồng Quân. Nhưng gấu nhỏ này làm sao biết được, xem ra là có sưu hồn. Thiên đạo nữ đưa tay ra, Tổ Hùng liền không tự chủ được bay đến trong tay nàng. Thiên đạo xuất thế một khắc kia, chính là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, nếu như không phải bởi vì thiên đạo có khuyết chính nàng đã sớm đột phá vượt qua thánh nhân chi cảnh cảnh giới thái ất kim tiên sơ kỳ của tổ hùng phản kháng như thế nào nguyên thần của tổ hùng cứ như vậy bại lộ trước mặt thiên đạo nữ ký ức gì chứ các loại tâm tư xấu đều bị thiên đạo nữ nhìn không sót gì thì ra là thế thiên đạo nữ nhân sau khi lục soát nguyên thần của tổ hùng biết nguyên nhân tất cả nàng thật không nghĩ tới con gấu này cư nhiên có cơ duyên như thế nhìn khắp hậu thế vô số hội nguyên không nghĩ tới chính mình hậu thế bị hồng quân dùng phong thần lượng kiếp tính kế trọng thương về sau lại dùng tay hành giá lượng kiếp tái sáng tạo hồng quân ngay từ đầu hợp đạo chính là vì thôn phệ chính mình vừa nghĩ tới đây thiên đạo nữ liền tức giận không thôi bất quá cũng may con gấu này thông minh muốn ông đùi mình con gấu nhỏ này có cơ duyên lớn bây giờ mình biết được tất cả làm sao cũng không phải là cơ duyên lớn nhưng hồng quân người này có ba ngàn hỗn độn thần ma căng cơ chính mình không thể trực tiếp ra tay chém giết hắn. Hồng quân muốn thôn phệ chính mình, mình làm sao không muốn thôn phệ Hồng quân, nếu không mình cũng sẽ không đồng ý Hồng quân hợp đạo. Hồng quân, hôm nay bổn tọa đã biết hết thảy, ngươi xong rồi. Gấu nhỏ, ngươi muốn ông đùi bổn tọa, ta thành toàn cho ngươi. Ngày sau, ngươi chính là gấu của bổn tọa. Thiên đạo cảm ứng chính mình sư hồn về sau, tối tâm bên trong cùng tổ hùng kéo lên một tia nhân quả, đã như vậy vậy thì để cho quan hệ càng thêm nồng đầm một ít gấu nhỏ cảm cảm tạ tạ thiên đạo đại đại triều mến tổ hùng vừa mới bị thiên đạo nữ mạnh mẽ siêu hồn bây giờ còn là mơ hồ hồ khờ khạo ngô nhìn con gấu nhỏ lắc đầu lè lưỡi một bộ dáng gấu ngốc thiên đạo nữ nhìn không được che miệng nở nụ cười một tiếng nếu tổ hùng này về sau là gấu của mình đối xử tốt với nó một chút đi thiên đạo nữ đưa tay triệu tập linh lực, chỉ thấy linh lực như sông dài tràn vào trong cơ thể tổ hùng. Rắc rắc. xiềng xích trong cơ thể tổ hùng bị đánh vỡ, từ thái ất kim tiên sơ kỳ, một đường tăng vọt tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Đừng nhìn chỉ là ba tiểu cảnh giới, phóng chừng tổ hùng tự mình tu luyện, khả năng phải mấy trăm vạn năm mới có thể đạt tới. Thiên đạo nữ một bên tuốt gấu, một bên giúp tổ hùng tẩy tư chất, nàng đã biết tư chất tổ hùng không được, đại la sơ kỳ cũng đã là cực hạn làm gấu của mình kém hơn nữa cũng phải đạt tới chuẩn thánh chỉ có đạt tới chuẩn thánh mới có thể có tư cách thành thánh tôi luôn gọi cậu là gấu nhỏ không thích hợp sau này cậu gọi là tiểu bạch đi thiên đạo nữ nhìn tổ hùng đáng yêu đặt cho nó một cái tên mới kỳ thật thiên đạo nữ ngay từ đầu là muốn đặt tên cho nó hỗn cầu dù sao tiểu bạch là hai màu đen trắng hỗn hợp ông thành một đoàn chính là một quả cầu Bất quá cái tên Hỗn Cầu này, ở hậu thế là mắng chửi người, bổn thiên đạo từng ngụm từng lời thô tục, hoàn toàn có tổn hại hình tượng của mình. Tiểu Bạch, tạ ơn chủ nhân ban tên. Tổ Hùng Tiểu Bạch hoàn toàn tiếp nhận thiên đạo ban tên, Tiểu Bạch thật đáng yêu a. À. Tiểu Bạch, Hồng Hoang có một số việc bổn tọa không thích hợp nhúng tay, cho nên ngươi hiểu. Thiên tư của ngươi đã bổn tọa giúp ngươi trọng tố, ngươi hảo sinh tu luyện, chuẩn thánh cảnh giới không thành vấn đề hiện tại chỉ là hồng hoang sơ kỳ. Nếu là tu vi của ngươi quá cao, tất nhiên sẽ bị hồng quân chú ý tới. Cho nên bổn tọa chỉ đem tu vi của ngươi tăng lên tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Ngươi là gấu của bổn tọa, vị trí thánh nhân. Ngày sau sẽ có một tôn của ngươi. Thiên đạo vừa triệt gấu, vừa cho tổ hùng tiểu bạch uống thuốc an thần. Giống như cái này ở đời sau gọi là hòa đại bánh, không đúng bổn tọa cái này gọi là đại bánh, bánh nướng chín. Tiểu bạch có thể ăn được. Tiểu Bạch nhất định nghe lời, đại đại bảo gấu nhỏ làm thế nào, gấu nhỏ làm thế nào. Tổ hùng Tiểu Bạch vui vẻ gật đầu. Sau khi mình thành thánh, thánh hiệu gọi là gì đây? Quốc bảo đại thánh nhân. Quốc bảo đại thánh nhân, nghĩ lại, còn có một chút kích động. Ngày sau để cho ngàn vạn nhân tộc hầu hạ bản thánh nhân, vì bản thánh nhân làm các loại khẩu vị chậu sữa. Tổ hùng Tiểu Bạch, với hồng hoang đại công đức, thưởng lớn nhỏ thần thông công pháp 3.600 đạo. Tại Tổ Hùng Tiểu Bạch phát thần hết sức, thiên đạo chi âm lần nữa truyền khắp tứ hải bát hoang, hồng hoàng chúng sinh triệt để bối rối. Mới qua bao lâu, Tổ Hùng lại được thiên đạo thưởng. "Gấu này làm gì vậy, thiên đạo ngươi nói một chút a, à, tuy rằng chúng ta ngốc, nhưng chúng ta có thể học một chút a." À. Trong Bách tộc, tiên thiên thần thông công pháp chỉ có như Tổ Long, Nguyên Phong, Thủy Kỳ Lân, Tổ Hùng loại trưởng tộc này mới có. Những tộc trưởng này nhất định là đem công pháp thần thông, truyền thụ cho những người biểu hiện tốt, nghe lời A. À. Về phần những người không nghe lời, ha ha, nghĩ cái rắm. Hôm nay tổ hùng thoáng cái, có 3.600 loại công pháp thần thông, bách tộc đều kinh động, thèm thuồng muốn cướp. Nhưng trước đó, thiên đạo từng nói không thể vô duyên vô cớ xâm phạm hắc thiết chi xâm. Ai, mặc dù thèm thuồng thì làm sao bây giờ? vẫn là chỉ có nhìn thôi tiểu bạch khoảng cách long hán đại kiếp nạn còn có mấy chục vạn năm ta không muốn để cho hồng quân chuẩn bị quá nhiều cho nên ngươi hiểu hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng thiên đạo nữ vuốt ve tổ hùng tiểu bạch đầu đem ba nghìn sáu trăm loại công pháp đánh vào tiểu bạch nguyên thần bên trong thiên đạo nữ lập tức rời đi nàng biết hôm nay hai lần thưởng tiểu bạch tiểu bạch đã bị hồng hoang chú ý tới nếu mình ở lâu có thể sẽ bị hồng quân nhận ra bất lợi cho mưu đồ sau này của mình đại thần tiểu bạch hiểu rồi nhìn phương hướng thiên đạo nữ rời đi tổ hùng tiểu bạch gật đầu ý tứ của thiên đạo làm cho mình tăng nhanh đại kiếp nạn long hán làm cho đạo ma đại chiến sớm từ đó khiến cho hồng quân sớm thành thánh thiên đạo đại đại xin yên tâm vì vị trí quốc bảo đại thánh nhân này bổn hùng nhất định sẽ cố gắng tổ hùng tiểu bạch từ bay trở về hắc thiết chi sâm tổ hùng là tổ tiên của vạn hùng khí tức vừa phóng thích vạn hùng nhao nhao đến quỳ lạy tuy nói tổ hùng tiểu bạch mười vạn năm qua căn bản không có quản qua sống chết của chúng nó nhưng bọn họ vẫn như cũ được tất cung tất kính hầu hạ tổ hùng tiểu bạch tổ hùng tiểu bạch là tổ tiên của vạn hùng khí vận của thực thiết thú và hùng thì cơ bản đều ở trên người hắn nếu tổ hùng tiểu bạch xảy ra chuyện khí vận của thực thiết thú tộc tất nhiên sẽ suy yếu chúng ta gặp qua tộc trưởng tuy rằng tổ hùng tiểu bạch thoạt nhìn chỉ là một con hùng hài tử nhưng tổ hùng tiểu bạch chính là thiên đạo khâm định vạn hùng chi tổ a à. hơn nữa tổ hùng tiểu bạch vừa mới trước sau hai lần được thiên đạo khen thưởng tuyệt đối đại khí vận chi hùng nhìn những thực thiết thú khác chỉ là đầu cũng lớn hơn cả con gấu của mình tổ hùng tiểu bạch đại thần nhất thời có chút tự ti pháp thiên tướng địa thiên hùng chân thân tổ hùng tiểu bạch đại thần tự ti thi triển thần thông trong huyết mạch thân thể cao một thước trong nháy mắt biến thành cự hùng cao mười trượng hi hi lần này đến lượt các ngươi ngưỡng mộ bản tổ hùng rồi khí phách đi đương nhiên nếu bản hùng nguyện ý thân thể trăm trượng cũng không thành vấn đề bất quá như vậy không tốt bản tổ hùng đại thần là đầu gấu khiêm tốn bản tổ hùng đại thần quyết định sau này du lịch hồng hoang đều gặp người bằng pháp luật bản thể tuyệt đối không lộ ra dù sao chính mình bộ dạng quá đáng yêu lạnh lùng nhất thiên đạo đại đại đều nhìn không được triệt gấu càng đừng nói những người khác muốn triệt chính mình đám thực thiết thú nhìn tổ hùng thi triển thần thông mắt gấu tràn đầy hâm mộ mười vạn năm sinh sôi nảy nở này thực thiết thú nhất tộc dựa vào tự chủ hấp thu thiên địa linh khí trong tộc ba vị trưởng lão đã đạt tới kim tiên sơ kỳ trong tộc huyền tiên thiên tiên chi hùng một số nhưng những thực thiết thú này bởi vì không phải tiên thiên sinh linh cho nên không có tiên thiên thần thông, công pháp Duy nhất có tiên thiên thần thông công pháp tổ hùng lại đang ngủ Căn bản không có truyền thụ chúng nó công pháp Dẫn đến toàn bộ thực thiết thú nhất tộc Chỉ có cảnh giới, sẽ không sử dụng linh lực Chỉ có thể dựa vào mang lực không lý tưởng Hơn nữa tổ hùng đại thần nhà mình vừa mới đạt được 3.600 thần thông lớn nhỏ A Nhất định phải chiếu cố gấu nhà mình A Các ngươi nhìn bản tổ hùng đại thần làm gì? Tổ Hùng Tiểu Bạch cảm giác được trong mắt bọn họ lửa nóng, chẳng lẽ bởi vì bây giờ là mùa xuân nguyên nhân. Bản Tổ Hùng đại thần còn là một đứa bé sao? Con gấu kia nếu dám đem sự chú ý đánh lên đầu bản Tổ Hùng đại thần, đừng trách Tổ Hùng đại thần ta tâm ngoan thủ lạc, giết gấu. Thỉnh tộc trưởng đại thần truyền thụ công pháp thần thông cho chúng ta, chấn hưng thực thiết thú bộ tộc ta. Một đám thực thiết thú hướng Tổ Hùng Tiểu Bạch dùng sức dập đầu, ngàn vạn thực thiết thú dập đầu chấn đến đại địa đều đang rung rẩy. Thực thiết thú nhóm cũng không nghĩ tới nữa, cái loại này dựa vào mang lực đánh nhau cuộc sống khổ cực, chủng tộc khác nhiều ít đều có chút công pháp thần thông, liền bọn họ không có. Nếu không là trời sinh ra có thịt dày, thể lực cường hãn, thực thiết thú nhất tộc đã bị chủng tộc khác ấn trên mặt đất ma sát. Nhưng mỗi lần cùng chủng tộc khác đánh nhau, tử thương đều khá lớn, quá thiệt thôi. Ha ha, tất cả mọi người là một nhà gấu bản tổ hùng đại thần tự nhiên sẽ đem thần thông công pháp truyền thụ cho các ngươi tổ hùng tiểu bạch sau khi phát hiện là mình nghĩ lệch xấu hổ cười một tiếng nói làm là làm đem mấy môn thần thông tiên thiên của mình truyền thụ cho thực thiết thú nhất tộc thông kim quyết và thiên hùng chân thân lần lượt cường hóa thể lực sử dụng thần thông thiên địa pháp tướng thiên hùng bảo điển và huyết hùng chú một là tâm pháp tu luyện đại toàn ghi lại các loại tiểu pháp thuật sau khi thi triển cấm thuật sẽ tiến vào giai đoạn cuồng hóa, chiến lực từ đó tăng lên mấy lần. Tổ hùng tiểu bạch truyền cho thực thiết thú nhất tộc bốn môn tiên thiên công pháp thần thông, vì thực thiết thú nhất tộc chuyên môn chế tạo, đối với thực thiết thú nhất tộc tu luyện, đó là một cái thoải mái. Đương nhiên tổ hùng đại thần, khẳng định giữ lại một ít áp đáy hầm thủ đoạn, nếu là toàn bộ giao cho gấu khác, chính mình cái này tổ hùng đại thần còn làm sao đương. Làm gấu phải lưu một tay, ngày sau mới dễ gặp lại. Hết chương này. Chương 3 003 3600 ngộ đạo bia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 003 3600 ngộ đạo bia 3600 trung đại tiểu thần thông, tổ hùng đại thần cũng nghĩ kỹ, chế tác thành 3600 khối ngộ đạo bia, đặt ở hắc thiết chi xâm cho bách tộc quan sát. Đương nhiên không phải xem không, ta có tình, ngươi phải cố ý a à. Thực thiết thú bộ tộc lúc trước mặc dù không có công pháp thần thông, dựa vào cường hãn thể phách chiếm lấy hát thiết chi sâm, cũng là thu hoạch không ít bất nhập lưu thiên tại linh bảo. Tổ hùng tiểu bạch đi tới bảo khố lấy hơn phân nữa, lại hao phí 10 vạn năm thời gian, rốt cục đem sáu trăm truyền thừa bi luyện chế ra. 10 vạn năm thời gian, thiếu chút nữa mệt chết gấu. Tổ hùng đại thần đều gầy đi, không có mượt mà như vậy. Thiên đạo ở trên, tổ hùng tiểu bạch, hao phí 10 vạn năm luyện chế sáu trăm khối ngộ đạo bia, đặt ở hắc thiết chi sâm, nguyện cùng hồng hoang bách tộc cùng hưởng. Tổ hung tiểu bạch rống to một tiếng, bẩm báo lên trời. Dũng Tổ hung tiểu bạch, không tiếc keo kiệt, cùng bách tộc cùng hưởng công pháp thần thông xuất tiếng hồng hoang tiến triển, thưởng giáo hóa công đức. Đại đạo chi âm truyền khắp tứ hải bát hoang, đồng thời thất thải hà quan hạ xuống hắc thiết chi sâm. Giáo hóa công đức bảy thành quy tổ hùng tiểu bạch ba thành quy 3.600 khối ngộ đạo bia. Dưới sự tẩm bổ của thất thành công đức, cảnh giới của tổ hùng tiểu bạch lại tăng lên một chút, mặc dù không có đột phá thái ất kim tiên đỉnh phong kỳ. Nhưng khoảng cách đại la kim tiên sơ kỳ cũng chỉ cách có một tờ giấy, đâm một cái liền phá. Ba thành giáo hóa công đức, khiến cho 3.600 khối ngộ đạo bia, toàn bộ biến thành hậu thiên công đức linh bảo. Hồng hoang chúng sinh thấy vậy, thầm nghĩ nói một câu, như thế nào lại là ngươi tổ hùng tiểu bạch ngươi đều lần thứ ba được thiên đạo ban thưởng khi nào thì đến phiên ta a à? tổ hùng tiểu bạch giỏi lắm dùng thiên đạo thưởng cho ngươi ba ngàn sáu trăm loại thần thông ở chỗ này bắt con bao qua tự bao qua dù sao chính ngươi nói ba ngàn sáu trăm loại công pháp thần thông đặt ở hắc thiết chi xâm cùng chúng ta cùng hưởng ta cái này đi xem hồng hoang một chỗ tiên sơn phúc địa một lão giả ngồi xếp bằng trên kim liên một tay cầm cửu long kim trượng, một tay cầm một khối tạc đại tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Lão giả là Hồng Quân, có căn cơ tiên thiên tam thiên thần ma, tu vi từ nhỏ đã là chuẩn thánh. Đại đạo chi âm, trời giáng công đức. Hồng Quân liền dùng mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong tay, bắt đầu suy tính thiên cơ. Xem ra tổ hùng tiểu bạch này chính là dị số. Con gấu này chẳng những là dị số, trên người còn có đại khí vận, bổn tọa không nên ra tay với nó, xem ra lượng kiếp là muốn sớm hồng quân suy tính một phen không có kết quả hắn liền dự đoán được trên người tổ hùng tiểu bạch có đại khí vận vừa nghĩ tới lượng kiếp phải sớm hắn không khỏi nhíu mày. long hán đại kiếp nạn vốn là một hồi tranh đoạt khí vận mà sinh nếu là chờ chính mình tốt hết thảy chính mình tất nhiên có thể cướp đi khí vận từ đó thành tựu thánh nhân đỉnh phong hôm nay lượng kiếp tất nhiên sớm mình phải nhanh hơn chuẩn bị tây phương tu di sơn trong u sơn sát khí tràn ngập truyền đến tiếng thê lương ha ha cái này tổ hùng tiểu bạch trong lúc vô tình rõ ràng giúp lão tổ ta một đại ân nếu như hôm nay phát sát cơ lượng kiếp sớm thật sự là trời giúp ta bổn tọa thành thánh sắp tới chuẩn thánh ma tổ la hầu sau một phen suy tính mừng rỡ vốn hắn còn đang tự hỏi làm sao lượng kiếp trước tổ hùng tiểu bạch này liền giúp hắn một đại ân ma tổ la hầu cảm thấy tổ hùng tiểu bạch cùng mình hữu duyên mình mặc dù có 12 phẩm diệt thế hắc liên thay đi bộ, nhưng giống như còn thiếu một con tọa kỵ. Ma tổ la hầu dự định rời khỏi nơi phương Tây này, nhìn xem hồng hoang thế giới như thế nào. Ma tổ la hầu ý niệm vừa động, thừa 12 phẩm diệt thế hắc liên phá hư mà đi, rời khỏi Tây phương tu di sơn. Hồng hoang bách tộc lập tức toàn bộ tràn về hắc thiết chi sâm, phiếu trắng thơm nhất, phải chạy nhanh lên. A, à, hưu. Tổ hung tiểu bạch hắc xì một cái, nó cũng không nghĩ nhiều. Hồng hoang bách tộc muốn phiếu trắng, tổ hùng tiểu bạch đại thần lại có thể như các ngươi mong muốn. Thực thiết tam lão ở đâu? Chúng ta tham kiến tộc trưởng. Tổ hùng tiểu bạch hét lớn một tiếng, ba đạo hắc bào lão giả bay tới. Ba người này chính là ba vị trưởng lão của thực thiết thú tộc, mặt cực, bạch cực, huyền cực. Tam hùng này mười vạn năm trước, cũng đã là kim tiên sơ kỳ, sau khi được tổ hùng tiểu bạch truyền thụ thần thông công pháp, liền hóa thành người, hiện giờ đã tu luyện tới kim tiên hậu kỳ. Ba người các ngươi ở Hắc Thiết Chi Sâm, phân chia ra một khối khu vực chuyên môn đặt 3.600 khối ngộ đạo bia này. Chỉ cho phép 3.600 sinh linh tộc hắn xem ngộ miễn phí, những người còn lại nếu muốn xem ngộ đạo bi, để cho bọn họ ý tứ ý tứ. Kẻ gây rối, vĩnh viễn hủy bỏ tư cách quan ngộ. Tổ hùng tiểu bạch vung trảo, 3.600 khối ngộ đạo bi hóa thành thần quan, chia cho ba người. Chúng ta hiểu rồi. Mặc cực ba người vốn tưởng rằng còn muốn khuyên nhủ nhà mình Tổ Hùng Đại Thần, trăm loại thần thông uổng phí cho người khác quan ngộ may mà có a. À. Hôm nay xem ra, là mình ba người bố cục nhỏ, Tổ Hùng Đại Thần mới thật sự là đại trí. Ba người sau khi rời đi, liền bắt đầu dựa theo Tổ Hùng Tiểu Bạch phân phó làm việc. Một chiêu này là Tổ Hùng Tiểu Bạch, căn cứ vào chiêu thức gấu trúc quán nhân tộc đời sau học được, danh ngạch xem gấu trúc miễn phí liền cho nhiều như vậy, đầy người còn muốn xem, vậy thì mua vé đi. Trong hồng hoang bách tộc, long tộc, phong tộc, kỳ lân tộc ba tộc là chạy tới đầu tiên, tuy rằng ba tộc bọn họ ở trong hồng hoang bách tộc, tính là đại tộc đứng đầu, nhưng bạch phiêu vì sao không đi. Hơn nửa thiên đạo thưởng cho tổ hùng tiểu bạch là 3.600 loại lớn nhỏ thần thông, chú ý cái kia đại chữ, những thần thông này có lớn có nhỏ nhất định phải đi xem một chút nhưng vừa nghe đến tổ hùng tiểu bạch chỉ cho ba ngàn sáu trăm danh ngạch tam tộc có chút mất hứng bọn họ cái kia gia không phải ngàn vạn người ba ngàn sáu trăm danh ngạch còn chưa đủ người của bộ tộc ai nghĩ đến lúc trước đại đạo chi âm mệnh lệnh bách tộc không thể vô duyên vô cớ tiến công hát thiết chi sâm bằng không bọn họ ba tộc đều muốn động thủ trực tiếp đoạt vạn bất đắc dĩ tam tộc quyết định chia đều tất cả danh ngạch nhất tộc một ngàn hai trăm danh ngạch một ngàn hai trăm danh ngạch, dù sao cũng tốt hơn không có đi. Những kia không có lấy được danh ngạch hồng hoang bách tộc, cái này trợn tròn mắt, hồng hoang sinh linh ức vạn ức, người ba nghìn sáu trăm danh ngạch có thể làm gì, người cái này gọi là cùng hưởng. Chúng ta muốn tố cáo, tổ hùng tiểu bạch lừa gạt thiên đạo. Thật ngại quá, một con gấu kêu độc hưởng, hai con gấu chính là cùng hưởng. Ba ngàn sáu trăm ngộ đạo bi, ba ngàn sáu trăm cái danh ngạch, mỗi người một khối thật tốt a à? bản hùng là sợ người khác quấy rầy các ngươi tìm hiểu, cho nên cho các ngươi độc lập không gian. Bản hùng thật sự là tri kỷ đến cực điểm, quả nhiên là một con gấu tốt. Tam tộc lão tổ nhìn thoáng qua 3.600 đạo thần thông, coi như không tệ, đáng tiếc đối với bọn họ ba tôn đại la đỉnh phong kỳ cường giả, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá đối với tộc nhân của bọn họ, trợ giúp vẫn là rất lớn. Tam tộc bây giờ còn không có xuất hiện tranh chấp, trước mắt vẫn là rất hòa thuận, tổ long, thủy kỳ lân, nguyên phượng hai nam một nữ liền ở chỗ này thảo luận, như thế nào thống trị phát triển chủng tộc, như thế nào đột phá cảnh giới. Lão hùng mặt cực, bái kiến ba vị tộc trưởng. Mặt cực đi tới trước mặt tổ long ba người, ông quyền thở dài nói. Thì ra là mặt cực trưởng lão của thực thiết thú tộc, đạo huynh cần gì đại lễ như thế? Tổ long tay vừa nhất linh lực đem mặt cực hư nâng lên, đừng nhìn hắn nhiệt tình, đó là có nguyên nhân. Nếu như không phải vì phiếu trắng 3.600 khối ngộ đạo bi, mặc cực một cái kim tiên cặn bã, có tư cách cùng chính mình đại la kim tiên đỉnh phong nói chuyện. Đi chơi bùng qua một bên. Mặt cực trưởng lão, tìm ba người chúng ta là có ý gì? Thủy Kỳ Lân nhìn ra được mặt cực là chuyên môn tới tìm mình ba người, mình ba người cùng hắn cũng không quen biết, tất nhiên là có việc. Lão Hùng, gặp ba vị tộc trưởng trong tộc đều còn có rất nhiều hậu bối, không cách nào tìm hiểu ngộ đạo bi. Lão Hùng không đành lòng bọn họ không công mà lui, cho nên định tìm ba vị tộc trưởng thương lượng một chút. Mặt cực một bộ đau lòng tiếc hận, rất chân thành, giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất gửi cho anh. Chẳng lẽ mặt cực trưởng lão có biện pháp để cho tộc nhân chúng ta đều tới tìm hiểu? Nguyên Phượng nghe được mặt cực nói vui vẻ, vội vàng truy vấn. 3.600 loại thần thông lớn nhỏ này, tuy rằng ba người bọn họ chứng mắt, bất quá đối với tộc nhân phía dưới vẫn là rất trọng yếu. Nếu tộc nhân phía dưới đều đến tìm hiểu, hoàn toàn có thể làm cho chủng tộc bộ lạc của mình thực lực tăng lên mấy lần. Tổ hùng đại thần sở dĩ chỉ chuẩn 3.600 người tham ngộ, chính là vì tránh cho nhiều người, lẫn nhau ảnh hưởng đến đối phương tìm hiểu. Cho nên chỉ có người tìm hiểu bên trong, không ngại chật chội, thì không thành vấn đề nhưng lão phu nếu một mình thả người đi vào, tổ hùng đại thần tất nhiên sẽ mất hứng, nếu ba vị tộc trưởng nguyện ý tặng, nhà ta tổ hùng đại thần một ít lễ vật, tự nhiên sẽ không tức giận. Mặc cực vô liêm sĩ bắt đầu thu vé vào cửa phí, cũng không sợ tổ long ba người hắn tức giận, nơi này là hắc thiết chi xâm, thù thiên đạo che chở. Người dám động thủ với ta, chính là khiêu khích thiên đạo. Chuyện tương tự diễn ra ở các bách tộc khác, Bạch cực và Huyền cực cũng điên cuồng thu vé vào cửa. Mặt cực trưởng lão chờ ta suy nghĩ một phen. Tổ Long ba người không có lập tức cho mặt cực câu trả lời thuyết phục. Ba người nhìn ra được này mặt cực dám lớn mật như vậy tới nơi này thu hối lộ. Tuyệt đối là phụng người khác mệnh lệnh, không cần nghĩ cũng biết ai, nhất định là con kia Tổ Hùng Tiểu Bạch. Hay cho Tổ Hùng Tiểu Bạch ngươi, một tay này tính toán, chơi thật tốt. Ỷ vào thiên đạo phù hộ hắc thiết chi sâm khắp nơi xảo trá chúng ta. Hết chương này. Chương 4 004 Có người trộm lột bản hùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 004 Có người trộm tuốt bản gấu Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân thương lượng xong, đều đem một ít bảo vật giao cho mặt cực. Không có biện pháp chính mình nếu là không giao pháp bảo, nói không chừng cái kia chỉ xấu hùng tiểu bạch, liền đem tại tìm hiểu thần thông tộc nhân của mình đuổi ra. Hơn nữa cho dù mình không giao, chẳng lẽ có thể cam đoan hai tộc khác không giao sao? Đừng thấy ba người bọn họ vừa mới nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đó là bởi vì cảnh giới ba người bọn họ giống nhau, thực lực ba tộc gần giống nhau. Nếu như có bộ tộc thực lực yếu thế, thật ngại quá, ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện phím, một bên đi chơi đi. Mặt cực trưởng lão, chúng ta cùng tổ hùng tiểu bạch, đều là hồng hoang nhóm đầu tiên tiên thiên tẩu thú sinh linh. Đến nay vạn năm đều còn chưa có gặp qua tiểu bạch đạo hữu, nói ra cũng là hổ thẹn, có thể vì bổn tọa giới thiệu một phen hay không? Cũng tiện cho hai tộc thực thiết thú kỳ lân ngày sau đi lại nhiều hơn, trao đổi một chút cảm ngộ tu luyện. Thủy Kỳ Lân mở miệng nói một câu, làm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hồng Hoang sơ kỳ cường giả nhất lưu, hắn đã đem cái giá đặt rất thấp thủy kỳ lân muốn đột phá hiện tại đại la đỉnh phong cảnh giới rất khó phỏng chừng chỉ có trời giáng công đức có lẽ mới có thể trợ hắn đột phá vừa nghĩ đến công đức trời giáng thủy kỳ lân không khỏi nghĩ đến tổ hùng tiểu bạch con gấu này đã ba lần được thiên đạo thưởng nhất là công đức giáo hóa lần này vì thế liền muốn hướng tổ hùng tiểu bạch thỉnh giáo một chút như thế nào mới có thể đạt được thiên đạo thưởng tổ hùng tiểu bạch đạo hữu bực này đại khí vận người bản Long Vương cũng muốn làm quen một chút. Kính xin mặt cực trưởng lão giới thiệu. Tổ Long cùng Nguyên Phượng vội vàng phụ họa một câu, Thủy Kỳ Lân có chủ ý gì, hai vị tự nhiên nhìn ra. Dù sao vừa rồi mọi người còn đang thảo luận, như thế nào đột phá Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Kỳ. Tổ hùng tiểu bạch âm thầm thu độ của tam tộc chúng ta, nếu một chút mặt mũi này cũng không cho, không trách mọi người trở mặt không nhận người. Ở hắc thiết chi sâm, có thiên đạo che chở tam tộc không dám động đến thực thiết thú nhất tộc ngươi thật ngại quá vậy ba tộc chúng ta ngồi sống bên ngoài hắc thiết sâm bộ tộc thực thiết thú các ngươi dám đi ra chúng ta cũng dám ở bên ngoài bắt giết các ngươi ba vị đại thần đợi lão hùng hỏi trước một tiếng được không mặt cực nhìn thủy kỳ lân ba người như vậy cũng không dám quá mức đắc tội dù sao ba vị này đều là đại la kim tiên đỉnh cao cường giả a đắc tội muốn chết không tốt vẫn là hỏi tổ hùng đại thần trước. Thiện. Tổ Long ba người gật đầu đồng ý, mặt cực cách không truyền âm, hỏi tổ hùng tiểu bạch. Tổ hùng đại thần, tộc trưởng ba tộc Long Phượng, kỳ lân cầu kiến, có muốn gặp hay không? Dũng. Mặt cực mơ hồ nghe thấy một tiếng đồng ý, liền mang theo tổ Long ba người bay về phía tổ hùng cung. Tổ hùng cung là cung điện do bộ tộc thực thiết thú xây dựng cho tổ hùng tiểu bạch. Tuy rằng so ra kém Long cung, kỳ lân điện phượng khuyết những nơi này bất quá cũng không phải hậu thế nhân tộc cung điện có thể so sánh ba vị đại thần đây là tổ hùng đại nhân ở bên trong không có tổ hùng đại nhân triệu hoán lão hùng không tiện đi vào sẽ không phụng bồi mặc cực sau khi đưa ba người tới tổ hùng cung liền thở dài với ba người rồi bay đi hắn còn phải đi giúp hai người bạch cực huyền cực đi các chủng tộc khác thu vé vào cửa mặc cực cũng không lo lắng tổ hùng tiểu bạch an toàn nơi này là hắc thiết chi sâm có thiên đạo che chở ba người tiến vào tổ hùng cung nguyên phượng phát hiện một đầu tiểu thực thiết thú đen trắng đang sen cùng mình ở trên bộ đoàn ngủ phát ra tiếng đồng ý đây chính là doãn mà mặt cực nghe được thật đáng yêu thật đáng yêu nguyên phượng nàng nhìn không được đem hùng hài tử này ông vào trong ngực vuốt ve gì cái này tổ hùng tiểu bạch thật đại mặt mũi chúng ta ba người tự mình tới bái phỏng hắn lại còn tránh mà không thấy cho chúng ta bày ra cái giá. Nguyên Phượng không nhìn thấy Tổ Hùng Tiểu Bạch, nhất thời nổi giận, tộc trưởng bộ tộc mình buông tư thái tới bái phỏng một tộc trưởng tiểu thị tộc, lại bị người trêu đùa như thế, chính là khi phượng quá đáng. Đạo hữu ngươi lời ấy sai rồi, Tổ Hùng Tiểu Bạch một mực ngay tại chúng ta trước mắt, chẳng qua là đạo hữu không có phát hiện mà thôi. Tổ Long hướng Nguyên Phượng cười một tiếng, liền không nói nhiều nữa. Chỉ số thông minh của con chim cái ngốc này cũng chỉ có điểm ấy, thu thiệt vẫn là một đại la kim tiên đỉnh phong, quả thực chính là nỗi nhục của đại la kim tiên. Thủy Kỳ Lân đạo hữu, Tổ Long đạo hữu lời này có ý gì? Nguyên Phượng Ngôn nhìn ra trong mắt Tổ Long có một tia trào phúng, liền hỏi Thủy Kỳ Lân. Nguyên Phượng đạo hữu, Tổ Hùng cung này vì sao có một con gấu nhỏ? Thực thiết thú nhất tộc ba vị trưởng lão, bất quá cảnh giới kim tiên đỉnh phong, mà gấu nhỏ trong lòng ngươi lại có cảnh giới thái ất kim tiên đỉnh phong khoảng cách đại la kim tiên sơ kỳ cũng chỉ có một đường thủy kỳ lân thiện ý nhắc nhở nguyên phượng mình và tổ long vừa đến đã nhận ra tổ hùng tiểu bạch mà nguyên phượng lại chạy tới triệt gấu còn hỏi ngu ngốc như thế hắn có chút tò mò nguyên phượng là như thế nào tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong nhãn lực này quá mất mặt đại la kim tiên bất quá hắn cùng tổ long nhìn thấy tổ hùng tiểu bạch cũng là có chút kinh ngạc. Vốn bọn họ cho rằng tổ hùng tiểu bạch làm tiên thiên sinh linh, bản thể không nói hung mảnh, tất nhiên cũng là uy vũ thần tuấn. Kết quả bản thể của tổ hùng tiểu bạch lại là một con tiểu thực thiết thú. Còn đáng yêu như vậy, ngươi thật đúng là đối với vạn hùng chi tổ xưng hô. Nghĩ tới đây, Thủy Kỳ Lân nhìn không được muốn cười, tổ long cũng có chút. Tân thiệt tổ hùng tiểu bạch không tỉnh, nếu không khẳng định là một câu lớn lên đáng yêu thì có cách nào hơn nữa ta đáng yêu thì làm sao ăn sữa nhà ngươi à à nguyên phượng có chút xấu hổ vội vàng thả tổ hùng tiểu bạch từ trong ngực xuống thả về chỗ cũ bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ nhìn tổ hùng tiểu bạch còn đang ngủ say nguyên phượng hỏi một câu bởi vì hành động lúc trước nàng còn có chút ngượng ngùng trên mặt có chút hồng nhuận vừa nghĩ tới hình ảnh mình vừa triệt gấu liền đỏ mặt thật sự là quá mất mặt phượng đều tại tổ hùng tiểu bạch ngươi vì sao lớn lên đáng yêu như vậy không thể hung dữ một chút sao tổ hùng tiểu bạch ở trong mộng tỏ vẻ không muốn để ý tới ngươi tiểu bạch đạo hữu nếu còn đang ngủ say ta liền ở chỗ này chờ tiểu bạch đạo hữu tỉnh lại hai vị nếu là có việc gấp xử lý có thể đi trước trời đi chờ tiểu bạch đạo hữu ta liền lấy thần thông thông tri hai vị đạo hữu như thế nào Âm Long Tổ Long nói xong, liền ngồi xuống thiền định. Tổ Long đạo hữu, kỳ lân nhất tộc ta là tẩu thú, hồng hoang đại địa đều có thể làm nhà. Ngược lại ngươi vì Đông Hải Long tộc đời đại lục lâu, sợ sẽ nguy hiểm tu vi, vẫn là Đông Hải đợi thì tốt hơn. Thủy Kỳ Lân cũng không phải đèn cạn dầu, cũng ngồi xuống tại chỗ, lời Tổ Long nói, hắn một chút cũng không tin. Nghe Thủy Kỳ Lân nói lời này, Tổ Long đã tọa minh tưởng nhướng mày ý của ngươi là bổn long vương sẽ thiếu nước hít thở không thông bổn tọa là hô phong hoáng vũ thần long đại la kim tiên đỉnh phong thần long mà không phải một đầu tạp ngư, vả lại sẽ thiếu nước mà chết nếu hai vị đạo hữu đều không muốn rời đi vì tránh cho hai vị đạo hữu nhàm chán buồn bực bổn tọa liền bồi hai vị cùng một chỗ đi nguyên phượng tỏ vẻ hai người các ngươi nói chuyện cao thâm như vậy làm gì tuy rằng ta nghe hiểu được nhưng lại không nói được các ngươi mượt mà cao thâm như vậy các ngươi không phải làm khó phượng sao đối với nguyên phượng mà nói tổ long cùng thủy kỳ lân chỉ có thể ở trong lòng dùng ha hả biểu thị tổ hùng tiểu bạch một lần nghỉ ngơi chính là trăm năm trăm năm đối với tiên thiên thần linh cái kia dài dằng dặc vô tận thọ nguyên mà nói bất quá là trong nháy mắt ngao tổ hùng tiểu bạch tỉnh lại thở dài một hơi xua tan cơn giận rời giường Di, Tiểu Bạch phát hiện vị trí của mình không đúng, giống như bị người ta di chuyển. Tuyệt đối là có người, thừa dịch bản tổ hùng đại thần nghỉ ngơi, lèn lén tuốt gấu. Vốn nghĩ hắc thiết chi xăm này, có thiên đạo che chở, bách tộc không ai dám phạm. Chính mình liền ở tổ hùng cung, liền thu hồi pháp tướng hóa thành bản thể, thả lỏng nguyên thần nghỉ ngơi một lát, thả lỏng thả lỏng. Kết quả cư nhiên bị người vụng trộm tuốt gấu, trộm tuốt gấu người hẳn phải chết, đây là tổ hùng tiểu bạch đại thần nói chúng ta hôm nay gặp qua tiểu bạch đạo hữu tổ long ba vị cảm ứng được tổ hùng tiểu bạch tỉnh đình chỉ minh tưởng ha ha gấu này cũng thật có thể ngủ một lần ngủ chính là trăm năm làm tiên thiên sinh linh không hảo hảo tu luyện lại có thể ngủ như thế quả thực là tiên thiên sĩ nhục tổ long cùng thủy kỳ lân ở trong lòng hung hăng khinh bỉ tổ hùng tiểu bạch nếu không là muốn thỉnh giáo tổ hùng tiểu bạch làm sao đạt được công đức. Đường đường đại la kim tiên đỉnh phong, mới không đợi tổ hùng tiểu bạch trăm năm. Hết chương này. Chương 5 005 bắt chẹt tam tộc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 005 tống tiền tam tộc nguyên phượng cùng hai người không giống nhau, nhìn tổ hùng tiểu bạch vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Đáng yêu quá. Hai mắt nàng tinh quang bốc lên, lại muốn triệt gấu khụ khụ, dù sao chung quanh có người nhìn không thích hợp chờ lần sau tổ hùng tiểu bạch ngủ chính mình lại đến vùng trộm triệt gấu tổ hùng tiểu bạch cũng phục hồi tinh thần lại nhìn ba vị trước mặt lại nhìn không thấu tu vi đối phương ba người này tuyệt đối trên cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ cũng may hắc thiết chi sâm này có thiên đạo che chở rất lớn bọn họ không dám động đến bản hùng bằng không bản hùng da gấu có thể bảo vệ không được nhất là cái kia kim thường vũ y nữ nhân đối với bản tổ hùng đại thần mắt bốc lên kim quang, triệt hùng tặc tuyệt đối chính là nữ nhân này. Chưa được bản hùng đại thần đồng ý, một mình triệt gấu, khoảng sổ sách này tổ hùng đại thần nhớ kỹ. Một ngày nào đó, đoạn nhân quả này, bản tổ hùng đại thần sẽ tìm ngươi đòi lại. Tổ hùng tiểu bạch lập tức dùng thần thông, biến hóa thành một đầu thực thiết thú trưởng thành, đừng hỏi vì sao bản tổ hùng đại thần không hóa thành hình người. Được rồi, tổ hùng tiểu bạch lúc trước thử hóa thành hình người kết quả lại là một tiểu thí hài so ra vẫn là thú hình đẹp mắt uy vũ khí phách ba vị đại thần chắc hẳn là tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân tuy rằng ba người không có tự bạo thân phận đâu bất quá tổ hùng tiểu bạch đại khái cũng đoán được ba vị đại thần đến chỗ gấu nhỏ có việc gì tổ hùng tiểu bạch đem cái giá đặt rất thấp trong lòng lại đang cân nhắc hố như thế nào ba người bọn họ trong quỷ tích ban đầu bản tổ hùng đại thần chính là bị ba người bọn họ đại kiếp nạn ở long hán liên lụy làm cho không còn tuy rằng bản tổ hùng đại thần khoan hậu nhân từ là một con gấu tốt nhưng nhân quả chi đạo lại có thể vi phạm ba người các ngươi xong rồi bản hùng nhất định cho các ngươi so với quỷ tích ban đầu còn thảm hơn mấy lần ai tới cũng không có tác dụng tổ hùng tiểu bạch một ngụm một con gấu nhỏ tổ long ba người mặc lộ vẻ vui vẻ gật đầu cho phép bọn họ rất hài lòng, tổ hùng tiểu bạch này là một con gấu thông minh. Tiểu bạch đạo hữu, chúng ta ba người cũng không che giấu giấu. Chúng ta ba người xuất thế chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, ở cái cảnh giới này kẹt trăm vạn năm, nhưng lại không tiến chút nào. Muốn có điều tăng lên, có thể chỉ có trời giáng công đức. Tiểu Bạch Đạo Hữu là đại trí chi hùng, đại khí vận chi hùng, cho nên chúng ta ba người liền tới thỉnh giáo Tiểu Bạch một phen. Thủy Kỳ Lân không chút che giấu trực tiếp đem ý đồ đến nói ra, sau đó dùng sức thổi phòng tổ hùng tiểu bạch một chút. Đường đường là tam tôn đại la kim tiên đỉnh phong kỳ, cùng ngươi xưng đạo hữu. Ngươi một ngủ trăm năm, chúng ta liền chờ ngươi trăm năm, mặt mũi cho đủ đi. Ba vị đại thần, thỉnh giáo hai chữ, gấu nhỏ không dám nhận. Tổ hùng tiểu bạch, ông trảo thở dài đáp lễ. Đừng thấy bản tổ hùng đại thần hiện tại rất hèn mọn, đợi lát nữa đến lượt ba người các ngươi cầu bản hùng rồi. Gấu con ngủ một trăm năm, quả thật ngộ ra một phương pháp công đức từ trên trời giáng xuống. Bất quá kinh không thể khinh truyền, đạo không thể bán rẻ. Nếu ba vị đại thần muốn biết, kính xin ba vị lấy vật đổi đạo, cùng gấu nhỏ chấm dứt nhân quả. Nếu không, mặc dù gấu nhỏ nói cho ba vị đại thần, làm sao đạt được công đức lớn. Ba vị đại thần cũng vậy, thiếu nhân quả của gấu nhỏ rồi tổ hùng tiểu bạch vội vàng nói đồng thời đã vươn móng gấu ra ý tứ các ngươi hiểu được hay cho một cái kinh không thể khinh truyền đạo không thể bán rẻ tổ long ba người cảm thấy bất đắc dĩ bội phần bọn họ làm sao không hiểu ý của tổ hùng tiểu bạch không phải là muốn bảo bối sao đời sau đa bảo đạo nhân như lai nhìn đường tam tạng mới vừa nói một câu kinh không thể khinh truyền đạo không thể bán rẻ Đường Tam Tạng bảo sa ngộ tịnh từ trong trọng trách hành lễ lấy ra gạch vàng như khối, mình châu bảo ngọc một ít. Đường Tam Tạng Phật Tổ Đại Thần, Tổ Hùng Đại Thần từng nói Kinh không thể khinh truyền, đạo không thể bán rẻ. Đệ tử hiểu được, cho nên đặc biệt đãi vàng bạc vô số, đổi lấy cứu thế dưỡng người kinh thư một số. Đa bảo Tổ Hùng Tiểu Bạch, ngươi quá đáng rồi, ngươi mượn lời ta, thế nhân về sau đều biết để cho hậu nhân thấy đa bảo ta thế nào tổ long ba người đều tự lấy ra một loại bảo bối hậu thiên linh bảo lôi cấp bách bảo ngọc hậu thiên linh bảo ngự hỏa chi vũ hậu thiên linh căng tuân thảo tổ hung tiểu bạch thủ hạ tổ long ba người lấy ra đồ vật mắt gấu trúc càng thêm đen lấy ra đều là mặt hàng rách nát gì ba người các ngươi khinh thường gấu đúng không bảo ngọc khống lôi Long vũ ngự hỏa tác dụng không lớn hậu thiên linh căng tuân thảo còn có chút đáng xem phục chi mỹ nhân sắc ăn có thể biến đẹp mặc dù gấu hôn du đã đủ dễ thương nhưng đừng ngại trở nên dễ thương hơn đa tạ ba vị tộc trưởng phối hợp tiểu hùng sau đó đem phương pháp nói cho ba vị tộc trưởng bất quá muốn chặt đứt nhân quả ba kiện vật phẩm này còn lâu mới đủ cho nên mặc dù ngày sau trời giáng công đức tất nhiên sẽ có một phần là gấu nhỏ kính xin ba vị đại thần đừng để ý Mặc dù bản Tổ Hùng Đại Thần không nói cho bọn họ biết, Tổ Long ba người sớm muộn phát hiện dùng khí vận dẫn dắt công đức trời giáng, bọn họ nhất định trở thành chuẩn thánh cảnh giới. Hơn nữa Thiên Đạo Đại Đại nói, để cho mình tăng nhanh phát sinh Long Háng đại kiếp nạn. Bất quá, ba kiện Hậu Thiên Bảo vật đã muốn đuổi bản Hùng đi, nằm mơ. Gấu nhỏ nghe nói Tiên Thiên Linh Bảo, thích hợp nhất chặt đức nhân quả. Tiên Thiên Linh Bảo tuy rằng trân quý, nhưng gấu nhỏ hy vọng ba vị đại thần hiểu được, có bỏ mới có được. Tổ hùng tiểu bạch sau khi đem ba cái hàng trách nát ngày mốt thu lại, lại vương móng gấu ra, đòi đồ. Không cho cũng được, bản tổ hùng nói cho các ngươi biết phương pháp khí vận hàng công đức, chờ khi trời giáng công đức, bản tổ hùng đại thần liền quan minh chính đại đến cọ sát một chút. Là ta thiếu lo lắng, kỳ lân nhất tộc ta cũng không có thứ gì tốt, gốc tiên thiên linh căn ngũ châm tùng này, liền tặng cho tiểu bạch đạo hữu một lần chấm dứt nhân quả được không? Vừa nghe Tổ Hùng Tiểu Bạch muốn tới cọ công đức, Thủy Kỳ Lân lấy ra một gốc linh căn ống yếu, đưa cho Tổ Hùng Tiểu Bạch. Ngũ Châm Tùng là một trong tiên thiên thập đại linh căn, danh khí tuy rằng không hiện, nhưng hiệu lực trân quý không thua gì nhân sâm quả. Ngũ Châm Tùng mỗi năm ngàn năm biến đổi, thành thuộc một mùa tổng cộng cần một vạn năm ngàn năm, trái cây chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mỗi dạng 10 miếng, tổng cộng 50 miếng trái cây năm loại trái cây mỗi loại ăn một quả là có thể hội tụ ngũ hành chi khí nhất cử đột phá giảm bớt vạn năm khổ tu đừng hỏi thủy kỳ lân vì sao hào phóng như vậy hoàn toàn là bởi vì ngũ châm tùng tử khí cuốn quanh tổn thương đến căn bản sớm muộn tịch diệt nhưng tổ hùng tiểu bạch đem ngũ châm tùng thu lại tuy rằng tiên thiên linh căn ngũ châm tùng sắp bệnh chết chính mình trước tiên đem nó cất kỹ đến lúc đó cầu một chút thiên đạo đại đại giúp mình cứu sống nó, chính mình có trái cây ăn. Tiểu Bạch Đạo Hữu, trăm năm trước bổn tọa chưa xem xuất đạo hữu bản thể, vô ý đụng vào mạo phạm. Bổn tọa gặp Thủy Kỳ Lân Đạo Hữu. Xuất ra tiên thiên linh căn ngũ châm tùng, tử khí cuốn quanh, liền đem này cửu thiên tức nhưỡng tặng cho đạo hữu, chặt đức nhân quả được không? Nguyên Phượng chủ động thừa nhận chuyện triệt gấu, hơn nữa lấy ra một bình ngọc đưa cho tổ hùng tiểu bạch. Gấu nhỏ, cảm ơn nguyên phượng tộc trưởng tổ hùng tiểu bạch vui vẻ bình ngọc đây chính là cửu thiên tức nhưỡng a triệt hùng sự tình bản hùng tha thứ ngươi chỉ cần ngươi có bảo bối tốt bản hùng có thể cho ngươi triệt gấu triệt đến phá sản cửu thiên tức nhưỡng chính là tiên thiên mậu thổ tinh khí luyện hóa giống như một nắm hoàng thổ tế xuất hóa thành hoàng vân đè ép công kích một khi tế xuất không phải pháp lực đặc biệt cao thâm siêu phàm nhập thánh hoặc là có pháp bảo ngang nhau không thể ngăn cản cửu thiên tức nhưỡng ẩn chứa sinh cơ đại địa vừa vặn có thể dùng để tẩm bổ ngủ châm tùng bản hùng cũng không cần đi cầu thiên đạo đại đại bản hùng có trái cây ăn đúng rồi nữ oa a à, về sau trước khi muốn nặng đất tạo người nhớ lấy lòng bản hùng một chút bản hùng vui vẻ nói không chừng còn có thể thưởng ngươi một chút buồn chơi nhưng công đức bản hùng là nhất định phải cọ sau khi nhìn thấy cửu thiên tức nhưỡng Thủy Kỳ Lân cảm giác có chút đồng tâm, mình cũng không nên đem ngủ chăm tùng tiên thiên linh căn cho tổ hùng Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch đạo hữu thân thể khôi ngô, bần đạo trong tay vừa vặn có kiện tiên thiên linh bảo tử điện chù y, liền tặng cho Tiểu Bạch đạo hữu, dùng để chặt đứt nhân quả. Tổ Long cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đem tiên thiên linh bảo tử điện chù y đưa cho tổ hùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch pháp tướng ngược lại khôi ngô, về phần bản thể coi như xong đi. Ư ư. Ừ tiểu bạch liên tục gật đầu thu tử điện chù y lại đây chính là vương hồng quân nhặt được sau đại kiếp nạn long hán lúc hợp đạo đặt ở phân bảo nham bị thông thiên giáo chủ lấy được trở thành pháp khí thông thiên tự dùng hôm nay tử điện chù y rơi vào trong tay bản tổ hùng đại thần bản hùng quả nhiên là đại khí vận chi hùng tiểu hùng hùng vung đại chù y một chù y một cái đại la kim tiên tổ hùng tiểu bạch vừa nghĩ tới đây liền vui vẻ vô cùng hết chương này chương 6. 006, Tổ Long Nguyên Phượng đột phá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6. 006, Tổ Long Nguyên Phượng đột phá bảo bối cũng thu, Tổ Hùng Tiểu Bạch quyết định nói cho ba người khí vận dẫn dắt, phương pháp công đức trời giáng. Nếu mình không nói cho bọn họ biết, phỏng chừng bọn họ sẽ không để yên cho mình. Ba vị đại thần, mời theo gấu nhỏ ra ngoài, gấu nhỏ sẽ biểu diễn cho các vị xem tổ hùng tiểu bạch bay ra khỏi tổ hùng cung lơ lửng giữa không trung tổ long ba người thế nhưng là giao bảo bối tự nhiên muốn nhìn bằng không không phải là cho không sao tổ hùng tiểu bạch đầu tiên là ông quyền hướng lên trời thở dài lễ bái bẩm thiên đạo đại tôn tổ hùng ta tiểu bạch vạn hùng chi tổ hôm nay nguyện lấy ba nghìn sáu trăm khối ngộ đạo bia trấn áp ta thực thiết thú nhất tộc khí vận không tan phù hộ hắc thiết chi sâm mưa thuận gió hòa vạn tộc chỉ cần có thiện ý, kính phụng người lên trời, đều có thể đến tộc ta không ràng buộc tìm hiểu 3.600 đạo thần thông, không hạn chế số lượng. Sau khi Tổ Hùng Tiểu Bạch lập ra lời thề thiên đạo, 3.600 khối ngộ đạo bia phóng thích ánh sao bảy màu bao phủ hắc thiết chi sâm, toàn bộ hắc thiết chi sâm hình thành ngũ hành đại trận. Mỗi một đầu thực thiết thú đỉnh đầu khí vận, bị hội tụ tại hắc thiết chi sâm trung ương, cùng hắc thiết chi sâm dung hợp cùng một chỗ cùng 3.600 khối ngộ đạo bia sinh ra liên hệ. Mỗi con thực thiết thú không cần cảm ngộ, đều có thể lập tức đạt được một loại trong 3.600 đạo thần thông. Đồng thời thiên giáng công đức chi lực, kim quang chui vào trong cơ thể tổ hùng tiểu bạch, tổ hùng tiểu bạch cảm giác tu vi của mình, đã đạt tới điểm xác định, tiên thiên chi tinh bắt đầu ngưng tụ, hội tụ thành một trong ba đóa hoa trên đỉnh, trong đó một đóa. Tổ hùng tiểu bạch thành công đột phá thái ất kim tiên đỉnh phong, bước vào đại la kim tiên sơ kỳ. Hồng Hoang chúng sinh đối với một màn này cảm thấy không nói gì, đây đã là lần thứ tư, tổ hùng này lại ở chỗ này bắt con. Rõ ràng tất cả mọi người là Hồng Hoang chúng sinh, vì sao chỉ có ngươi thông minh như vậy, luôn bị thiên đạo khen thưởng. Chúc mừng tiểu Bạch đạo hữu, bước vào đại la kim tiên sơ kỳ. Tổ Long ba người mặt ngoài vì tổ hùng tiểu Bạch ông quyền ăn mừng, kỳ thực không cho là đúng, đại la kim tiên sơ kỳ ở trước mặt ba người bọn họ giống nhau là cặn bã. Bất quá ba người bọn họ không thể không thừa nhận, Tổ Hùng Tiểu Bạch là một con gấu đại trí. Đại đạo lời thề bên trong theo như lời nói, không ràng buộc tìm hiểu sáu trăm lớn nhỏ thần thông, đó là bởi vì bách tộc chỗ tốt ngươi đều thu xong rồi. Kết quả, ngươi hiện tại tìm hiểu không hoàn lại, không phải tức chết người sao. Còn có vừa rồi một ngụm một cái nhân quả, đến lừa gạt chúng ta bảo vật tổ hùng tiểu bạch này nhìn thành thật, kỳ thực gian trá vô cùng, chính là một con gấu xấu xa thông minh. Ba vị đại thần bây giờ hồng hoang bách tộc đều tự sát phạt, phi cầm, tẩu thú, lân giáp ba mạch đều cần có người thống lĩnh duy trì. Ba vị đại thần theo chân, không phải tiểu hùng chúng ta có thể so sánh, trong tộc cao thủ đông đảo, hoàn toàn có thể là vạn tộc chi cộng chủ. Vì hồng hoang bách tộc giảm bớt sát phạt, duy trì trật tự, lại lấy tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận, tất nhiên sẽ trời giáng công đức. Tổ hùng tiểu bạch nhất nhất giảng giải ra, nếu như dựa theo quỷ tích, tổ long ba cái đầu óc phỏng chừng muốn 30 vạn sau, mới có thể nghĩ đến. Hôm nay chính mình một lời, trực tiếp nhanh hơn 30 vạn năm. Giữ trật tự. Ha ha. Bản hùng càng không tin ba người bọn họ, ba hàng này ngay từ đầu là vì duy trì trật tự, sau đó bị công đức làm cho choáng ván đầu óc, ngại công đức ít, muốn càng nhiều công đức, vì thế mở ra đại kiếp nạn long hán tiểu bạch đạo hữu chi thụ chúng ta đã minh bạch trong tộc còn có sự vụ liền đi trước trời đi ngày sau lại đến cùng tiểu bạch đạo hữu luận đạo tổ long ba người đều đã minh bạch tổ hùng tiểu bạch ý tứ ba người đều cảm thấy có thể được ba người đã thương lượng xong tổ long đề nghị long tộc thống trị lân giáp tứ hải kỳ lân tộc thống trị lục địa tẩu thú phượng tộc thống trị phi cầm thủy kỳ lân cùng nguyên phượng nhất thời không nghĩ nhiều cũng đồng ý. Ba người ông quyền thở dài, đều từ bỏ chạy, trong tộc chuẩn bị thực tiễn một chút. Sau thủy kỳ lân hồi tộc, cẩn thận nghĩ lại, lúc này nổi trận lôi đình, tức giận mắng tổ long lão âm long này. Hắc thiết xâm có thiên đạo che chở, không thể xâm phạm. Há chẳng phải thú rừng đã gài bẫy tôi sao? Món nợ này sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ cùng tổ long tính toán một chút. Nhìn tổ long ba người trốn đi, Tổ hùng tiểu bạch mới lười quản, dù sao đồ vật mình là thu. Tổ hùng tiểu bạch trở lại trong tổ hùng cung, lấy ra cửu thiên tức nhưỡng, chấp nhận trồng ngũ châm tùng trong đó. Dưới sự tẩm bổ sinh cơ của cửu thiên tức nhưỡng, tử khí của ngũ châm tùng dần dần tiêu tán, ba vạn năm sau tử khí hoàn toàn tiêu tán, tỏa sáng ra sinh cơ. Hiện tại ngũ châm tùng vẫn là cây non, tổ hùng tiểu bạch phỏng chừng khoảng cách nở hoa kết quả, khả năng còn muốn mười vạn năm thời gian trưởng thành vừa nghĩ tới 10 vạn năm chính mình liền có trái cây ăn, vui vẻ. sáu trăm khối ngộ đạo bia, tự như một cái chìa khóa mở ra tiên lộ chi môn, này ba vạn thời gian, hồng hoang bách tộc thực lực được bay vọt tăng lên. Thực thiết thú nhất tộc bởi vì sáu trăm khối ngộ đạo bi trấn áp khí vận, tộc nhân tu luyện lên, cũng là phá lệ thoải mái. Giống như thực thiết thú tam lão, cũng đã đột phá kim tiên, đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên sơ kỳ trong tộc Kim Tiên cũng có hơn trăm người, huyền tiên ba ngàn, chân tiên bảy tám vạn, ở Hồng Hoang cũng coi như là tộc quần không lớn không nhỏ. Đương nhiên so với Long tộc, Phượng tộc Kỳ Lân tộc Tam tộc thì kém xa. Trong Tam tộc Kim Tiên đi đầy đất, huyền tiên không bằng cẩu, thái ất Kim Tiên mới tính là trung tầng. Tam tộc này ba vạn năm nhưng vẫn không có nhàn rỗi, khắp nơi chinh phạt bách tộc, chỉ có hắc thiết chi xâm nhân thiên đạo che chở, trôi qua một mảnh tường hòa một vạn năm sau long tộc dùng vũ lực trấn áp lân giáp bách tộc sau lập tức thiết lập tế đàn dâng lên tế phẩm vô số tổ long tại tế đàn thượng bẩm báo lên trời cầu nguyện chi âm bị hắn thần thông truyền khắp tứ hải bát hoang trên thiên đạo ta là long tộc chi chủ tổ long tộc ta quan tứ hải hỗn loạn lân giáp bách tộc lẫn nhau sát phạt đặc biệt nhất thống lân giáp bách tộc cầu nguyện trời cao từ hôm nay trở đi long tộc ta vì hồng hoang lân giáp bách tộc chi chủ nguyện lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ long châu trấn áp long tộc khí vận che chở thiên hạ lân giáp tổ long vừa nói xong trời giáng đại công đức bảy thành về tổ long ba thành về tổ long châu tổ long đạt được bảy đức thành công này một thân tu vi đột nhiên dài mạnh mẽ đột phá đại la kim tiên đỉnh phong đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đáng tiếc tổ long sẽ không chém ba thi chi pháp cũng không có chém ra thiện ác hai thi, cùng với tự mình thi. Trên thiên đạo, ta là phượng tộc chi chủ. Nguyên phượng, tộc ta xem hồng hoang hỗn loạn, phi cầm bách tộc giết phạt lẫn nhau, đặc biệt nhất thống phi cầm bách tộc. Cầu nguyện trời cao, từ hôm nay trở đi phượng tộc ta vì hồng hoang phi cầm bách tộc chi chủ, nguyện lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo phượng hoàng trường, trấn áp phượng tộc khí vận, phù hộ thiên hạ phi cầm. Nguyên phượng nữ nhân này tuy rằng ngốc một chút, sao chép khối bài tập này vẫn là rất thông minh chiếu theo tổ long sao chép lại là một đạo thiên giáng công đức nguyên phượng cũng đột phá chuẩn thánh cảnh giới đáng tiếc nàng cũng sẽ không trảm tam thi phương pháp kỳ lân bộ lạc thủy kỳ lân thấy hai vị trước sau bước vào chuẩn thánh cảm giác nhức đầu hắn cũng muốn đi theo tẩu thú bách tộc bên trong còn kém bộ tộc hắn liền thống soái xong liền có thể bẩm báo lên trời chính là bộ tộc để cho hắn đầu to hắc thiết chi sâm thực thiết thú nhất tộc có thiên đạo che chở thực thiết thú bây giờ còn không thừa nhận chính mình cái này tẩu thú chi chủ chính mình lại không thể vũ lực trấn áp chính mình nên như thế nào lấy lòng tộc trưởng ngài nói qua tổ hùng tiểu bạch gian trá tham lam không bằng ngài mang theo một ít bảo vật đi gặp một chút tổ hùng tiểu bạch lấy trọng lời hấp dẫn để cho hắn trên danh nghĩa phụng ngài làm chủ tộc ta lại không nhúng tay vào bất cứ sự vụ gì của thực thiết thú tộc hắn ngài xem như vậy được không? Trưởng lão kỳ lân tộc Mạc Lân nhìn Thủy Kỳ Lân buồn rầu, liền đưa ra đề nghị. Mạc Lân ngươi chủ ý này rất tốt, vì sao ngươi không sớm nhắc nhở bổn tọa? Ngươi đi chuẩn bị tế đàn trước, chờ bổn tọa trở về, tất nhiên trọng thưởng ngươi. Thủy Kỳ Lân nghe được chủ ý này, lân nhang vô cùng vui mừng, Mạc Lân đưa ra chủ ý không tệ, kỳ lân tộc mình vẫn có không ít trí giả mà. Bất quá vừa nghĩ tới tổ hùng tiểu bạch, bộ mặt giả dối của con gấu tham lam vô sĩ này. Đối phương nhất định sẽ đồng ý, nhưng nhất định sẽ hung hăng làm thịt mình, không khỏi đau lòng một chút. Hết chương này. Chương 7 007 càng không đỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 007 càng không đỉnh Thủy Kỳ Lân một đường phi hành đi tới hát thiết chi sâm nhìn một đám thực thiết thú an cư lạc nghiệp chơi đùa. Không biết tiếng thủ hồng hoang thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé đạo muốn không trở thành người khác trong miệng thịt cá chỉ có cố gắng tu luyện tu luyện một đường cần khắc khổ chăm chỉ mới có thể được đại đạo yêu thích mà đám thực thiết thú này lại không có chí tiến thủ như vậy thật sự là hổ thẹn của tẩu thú nếu như thực thiết thú nhất tộc biết thủy kỳ lân khinh thường chúng như vậy vậy cũng chỉ có thể ha 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 tu luyện không phải là vì không bị người khác khi dễ không bị người khác cướp đoạt địa bàn thực thiết thú có thiên đạo ban ân, hắc thiết chi xâm làm tộc địa, vạn tộc không thể xâm phạm. Dù sao chúng ta thực thiết thú, lại không đi ra ngoài khi dễ chủng tộc khác, đã như vậy, tại sao phải cố gắng tu luyện như vậy? Phải học được lao vật kết hợp. Hơn nữa trong xương cốt chúng ta thiên tính lười nhát, là di truyền tổ hùng đại thần nhà ta, tổ hùng đại thần nhà ta mỗi ngày cơ bản đều đang ngủ. So ra, thực thiết thú tộc chúng ta đã rất cố gắng tận lực áp chế sự lười biến trong thiên tính. Lão hùng bạch cực, ra mắt thủy kỳ lân đại thần. Bạch cực bay đến trước mặt thủy kỳ lân, ông quyền thở dài, cung kính vô cùng. Tuy rằng thực thiết thú bộ tộc tránh đời không ra, bất quá đối với tình huống bên ngoài hắc thiết chi xăm bắt đầu rõ ràng. Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc, ba vạn năm thời gian, đều tại chinh chiến hồng hoang bách tộc, nghe nói những kia không muốn thần phục chủng tộc, đều đã bị diệt nhờ có tổ hùng đại thần mới khiến hắc thiết chi xâm trở thành một mảnh tịnh thổ phù hộ thực thiết thú nhất tộc sinh sôi nảy nở bạch cực trưởng lão bổn tọa cùng tiểu bạch đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng không biết tiểu bạch đạo hữu có tỉnh hay không thủy kỳ lân có chút sợ hãi tổ hùng tiểu bạch giống như lần đầu tiên gặp mặt ngủ ở đâu trăm năm ngàn năm còn tốt mình chờ được nếu là đến cái vạn năm chính mình tuyệt đối chờ không được nhất định phải đem gấu này kêu tỉnh bẩm báo đại thần, gia tộc trưởng của ta bị tổ long nguyên phượng hai vị đại thần, cầu nguyện lên trời mà bừng tỉnh. Giờ phút này tộc trưởng còn tỉnh, chính là hắn để cho lão hùng đến đây nên đón đại thần. Tổ hùng tiểu bạch vốn ở trong mộng đẹp ngủ được tạc thoải mái, đã bị tổ long cầu nguyện thanh âm đánh thức. Thư dịp còn có chút buồn ngủ, dự định ngủ một giấc, kết quả nguyên phượng lại tới cầu nguyện lên trời, chỉ là hoàn toàn không cho hùng ngủ, cả kinh tổ hùng tiểu bạch buồn ngủ toàn bộ tản đi sau khi cơn buồn ngủ của tổ hùng tiểu bạch tản đi cảm nhận được khí tức của thủy kỳ lân ở bên ngoài hắc thiết chi sâm thủy kỳ lân vì sao mà đến tiểu bạch đã sớm đoán được không thể nghi ngờ là vì tẩu thú chi chủ muốn trở thành tẩu thú chi chủ muốn bản hùng đồng ý dễ nói dễ nói nếu là đưa tiền đồng tử tổ hùng tiểu bạch tự nhiên phải để bạch cực đi nghênh đón một chút tiểu bạch đạo hữu còn tỉnh rất tốt Thủy Kỳ Lân hóa thành một đạo kim quang, bay về phía Tổ Hùng Cung. Gấu nhỏ, bái kiến đại thần. Tổ Hùng nhìn một chùm kim quang rơi xuống trước mắt, vội vàng ông trảo thở dài. Đây là đưa tiền đồng tử A, phải khá hơn một chút, đợi lát nữa mới kéo xuống thật nhiều một chút. Tiểu Bạch Đạo Hữu, ta và ngươi đều là tiên thiên tẩu thú sinh linh, cần gì khách khí như vậy, gọi ta là Đạo Huynh là được. Thủy Kỳ Lân phóng thích một đạo linh lực nâng Tổ Hùng Tiểu Bạch lên, bây giờ là có cầu tổ hùng tiểu bạch mình cũng không thể tự cao tự đại a à. tiểu bạch đạo hữu đạo huynh lần này đến đây là có việc muốn nhờ a à. nói vậy tiểu bạch đạo hữu đã biết tổ long nguyên phượng hai vị đã nhất thống lân giáp cùng tẩu thú dựa vào khí vận công đức hai người đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới duy chỉ có ta tẩu thú nhất phái bây giờ còn không có thống nhất hôm nay trong ba phái ta tẩu thú nhất phái thế yếu hôm nay tẩu thú nhất phái người mạnh nhất chính là đạo huynh ta một cái đại la kim tiên đỉnh phong nhưng hai người hắn đã là chuẩn thánh cảnh giới đạo huynh ta là lòng có dư lực không đủ tiếp tục kéo dài hai phái lân giáp phi cầm sớm muộn gì cũng bắt nạt một phái tẩu thú của ta thủy kỳ lân vô cùng đau đớn cái loại này bất lực dáng vẻ tổ hùng tiểu bạch quyết định phát một cái hậu thế nhân tộc tiểu kim nhân cho nó thủy kỳ lân buông tha một vòng lớn thiếu chút nữa chỉ vào mũi gấu của tổ hùng tiểu bạch nói chính là thực thiết thú tộc ngươi không phối hợp bằng không bản kỳ lân đã là tẩu thú chi cộng chủ cảnh giới cũng đã đạt tới chuẩn thánh nếu như phi cầm cùng lân giáp hai phái ra tay với tẩu thú cái này đều do tổ hùng tiểu bạch ngươi không rõ đại nghĩa ý của đại thần gấu nhỏ đã hiểu bất quá thực thiết thú nhất tộc đời ở hắc thiết chi sâm được thiên đạo phù hộ mới có một phương an bình tiểu hùng chúng ta thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện hồng hoang bách tộc chỉ nguyện ở hắc thiết chi xâm hảo sinh tu luyện, kính phụng trời cao. Nói tới nói lui, tổ hùng tiểu bạch thân thể vẫn là rất thành thật, vương hùng trảo ra, ý tứ thủy kỳ lân ngươi hiểu được ha. Nhìn tổ hùng tiểu bạch nói thủy kỳ lân một chút cũng không tin, bởi vì móng vuốt gấu kia chính là minh chứng tốt nhất. Tổ hùng tiểu bạch, con gấu này quá gian trá tham lam. Nếu cho hậu thiên linh bảo, hắn mặt ngoài làm bộ cao hứng, trong lòng bất mãn, đến lúc đó lại rút ra cái gì nhân quả đại luận, sau đó để cho mình lấy ra tiên thiên linh bảo. Thay vì như vậy, bổn tọa còn không bằng trực tiếp cho hắn tiên thiên linh bảo, đem nó miệng gấu bịt lại, nói không chừng ngày sau còn có thể kết cái thiện duyên. Thủy Kỳ Lân cẩn thận suy nghĩ về sau, cắn răng một cái trực tiếp móc ra một kiện đại bảo bối, cực phẩm tiên thiên linh bảo càng không đỉnh. Tiểu Bạch Đạo Hữu, Đạo Huynh thấy Tiểu Bạch Đạo Hữu cũng không có gì tốt bảo bối, mọi người đều là tẩu thú, đạo huynh liền đem cực phẩm tiên thiên linh bảo càng không đỉnh tặng cho hộ thân sử dụng thủy kỳ lân đem này cực phẩm tiên thiên linh bảo càng không đỉnh nhét vào tổ hùng tiểu bạch trảo sau cảm giác tim như đau cắt a nhìn thấy càng không đỉnh trong trảo tổ hùng tiểu bạch con mắt mở to đến lão đại đây chính là càng không đỉnh a bảo bối tốt nhất đẳng trong cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể nói là top 10, kỳ lân nhất tộc thật sự giàu a càng không đỉnh chính là phòng ngự chí bảo vì nhạc lậu vương đạo tổ hồng quân tại tam tộc đại chiến nhạc lậu tất cả về sau tặng cho nữ hoa nữ hoa a à, xem ra bản tổ hùng đại thần thật sự có duyên với ngươi ngươi nặng bùng tạo người cửu thiên tức nhưỡng ở trong tay bản hùng càng không đỉnh đời sau bổ thiên luyện thạch của ngươi cũng ở trong tay bản hùng hai phần công đức kia của ngươi bản tổ hùng đại thần đều phải cọ cọ còn phải dùng sức cọ gấu nhỏ ta làm tổ hùng thực thiết thú chi chủ đại địa tẩu thú nhất mạch, há có thể để tẩu thú nhất mạch, bị mặt khác hai mạch khi dễ khinh thường. Ta thực thiết thú nguyện tôn đại thần làm tẩu thú chi cộng chủ, diệu tẩu thú nhất mạch chi uy. Tổ hùng tiểu bạch sau khi thu đồ, ngay từ đầu làm việc, hướng thủy kỳ lân hành đại lễ, tỏ vẻ thần phục. Tiểu bạch đạo hữu, đều nói chúng ta đều là tẩu thú nhất mạch, không cần hành đại lễ này. Thủy kỳ lân liên tục nâng tổ hùng tiểu bạch dậy, về phần tổ hùng tiểu bạch nói, Hắn không tin một câu. Gấu này rất xấu xa, nếu không là mình cho hắn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, gấu này mới mặc kệ đại nghĩa gì. Tiểu Bạch Đạo hữu thâm minh đại nghĩa như thế, đạo huynh cảm thấy rất vui mừng. Tiểu Bạch Đạo hữu xin yên tâm, đạo huynh tuy là tẩu thú chi chủ, nhưng sẽ không nhúng tay thực thiết thú nhất tộc bất kỳ sự vụ gì, vẫn như cũ do Tiểu Bạch Đạo hữu toàn quyền phụ trách. Thủy Kỳ Lân biết tổ hùng Tiểu Bạch, tuy rằng phụng chính mình làm chủ tẩu thú, nếu như mình dám nhúng tay vào thực thiết thú bộ tộc bất cứ chuyện gì tổ hùng tiểu bạch khẳng định không làm nữa muốn cho mình vấp ngã thực thiết thú nhất tộc cũng chỉ như vậy chính mình còn chướng mắt còn không bằng chủ động nói ra tặng tổ hùng tiểu bạch một cái nhân tình gấu nhỏ tạ ơn đại thần tổ hùng tiểu bạch lại thở dài ha ha bản tổ hùng đại thần sẽ không để thực thiết thú làm bia đỡ đạn cho kỳ lân tộc ngươi tam tộc đại chiến chính các ngươi chơi vui vẻ là tốt rồi thực thiết thú nhất tộc ta tuyệt đối không tham dự liền phụ trách ghế ngồi phía trước một bên cắn linh quả một bên nhìn các ngươi đánh chờ các ngươi đánh xong chiến trường ta thực thiết thú nhất tộc phụ trách bao thi thể cùng bảo bối trên chiến trường thực thiết thú nhất định hảo hảo giúp các ngươi bảo quản thủy kỳ lân đau lòng một trận càng không đỉnh sau liền hóa thành kim quan trốn đi hắn cũng phải vội vàng chuẩn bị tế đàn cầu nguyện lên trời Hết chương này. Chương 8 008 mà tổ sao la hầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 008 mà tổ la hầu, trên thiên đạo, ta chính là kỳ lân tộc chi chủ. Thủy kỳ lân, tộc ta quan hồng hoang hỗn loạn, tẩu thú bách tộc lẫn nhau sát phạt, đặc biệt nhất thống tẩu thú bách tộc. Cầu nguyện trời cao, từ hôm nay trở đi kỳ lân tộc ta là người đứng đầu bách tộc tẩu thú hồng hoang, nguyện lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo kỳ lân ấn, trấn áp khí vận kỳ lân tộc, che chở cho thiên hạ tẩu thú. Sau thủy kỳ lân hồi tộc, mở đàn lập tức cầu nguyện lên trời. Thiên giáng công đức, khiến cho thủy kỳ lân cũng đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân ba người sau khi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, trước sau đều lựa chọn bế quan tu luyện, để cầu lần nữa đột phá. Theo tam tộc chi chủ trước sau bế quan vạn năm, tam tộc cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ma sát. Phun ra. Tổ hùng tiểu bạch của tổ hùng cung, cái mũi không ngừng bay loạn, một cổ kỳ hương làm cho tổ hùng tiểu bạch từ trong mộng tỉnh lại. Đây là mùi thơm ngát, tuyệt đối là linh quả đứng đầu, hình như ở bên ngoài hát thiết sâm. Trái tim của tổ hùng tiểu bạch đều bị linh quả kia hấp dẫn. Đi xem một chút. Tổ hùng tiểu bạch hiện tại có không ít bảo bối nơi tay, đối với thế giới bên ngoài cũng không phải rất sợ, càng không đỉnh nơi tay đại la kim tiên cũng không thương tổn được chính mình. Tổ hùng tiểu bạch hóa thành một chùm hát quan, phi động hướng bên ngoài hát thiết chi sâm. Một đạo hát quan đáp xuống bên ngoài hát thiết chi sâm, tổ hùng tiểu bạch thấy trên mặt đất bày ra, một hạt sen đen giống như quả hạch. Đến đây. Tổ hùng tiểu bạch vung tay lên, hạt hát liên tử này liền rơi vào trong trảo. Hưu hưu. Đây là hạt sen cư nhiên thượng đẳng bảo vật, vào tất nhiên đối với bản tổ hùng đại thần tu vi có chỗ tăng lên. Tổ hùng tiểu bạch cẩn thận ngửi ngửi, nhìn hát liên tử mừng rỡ. Không đúng, nếu là hạt sen, nên xuất hiện ở trong đài sen, không nên trống rỗng xuất hiện ở đất trống. Là bẫy. Tổ hùng tiểu bạch vừa mới kịp phản ứng, co cẳng đã muốn chạy. Ma khí mãnh liệt phá hư mà ra, giam cầm thân thể tổ hùng tiểu bạch. Tổ hùng tiểu bạch đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có nguy rồi hôm nay da gấu có thể không giữ được tổ hùng tiểu bạch trong lúc nhất thời có chút hối hận không nên tham ăn yên lặng hy vọng đối phương là nữ tính mình cùng lắm thì biến trở về bản thể để cho đối phương triệt gấu một chút nói không chừng vui vẻ một chút còn có thể thả bản tổ hùng đại thần một ngựa gấu nhỏ đặc biệt tới cung nên đại thần kính xin đại thần hiện thân một lần tổ hùng tiểu bạch ông trảo thở dài đối phương có thể dễ dàng bắt giam mình. Tu vi tuyệt đối vượt qua đại la kim tiên là cấp bậc chuẩn thánh. Con gấu này của ngươi cũng thú vị, rõ ràng là tham ăn, bị bổn tọa bắt được. Lại còn nói là chủ động tới nghênh đón bổn tọa, mà không phải dày bình thường a. À. Ma tổ la hầu thừa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phá hư mà ra, ống tay áo hắn vung lên, Tảng đi giam cầm tổ hùng tiểu bạch. Tổ hùng tiểu bạch bổn tọa chủ ý là tới bắt ngươi làm tọa kỵ. Bất quá bản thể của ngươi thật sự là quá không chịu nổi đập vào mắt, làm nhục hình tượng bổn tọa, chỉ có thể từ bỏ. Dùng diệt thế hắc liên liên tử, đem tổ hùng tiểu bạch hấp dẫn lại đây, sau khi bắt được tổ hùng tiểu bạch, mà tổ la hầu nói ra chủ ý của mình. Hắn dùng thần thông nhìn thấu pháp tướng của đối phương, phát hiện bản thể của con gấu này lại là một con gấu con. Chờ mình ngày sau trở thành ông hồng hoang khí vận đã chứng minh hỗn nguyên, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, sau. Một ngày kia, người khác biết hắn ma tổ la hầu tòa kỵ, lại là đầu hùng nhãi con. Điều này làm cho hắn ma tổ la hầu còn có mặt mũi gì, lăn lộn ở hồng hoang đại lục A. Vì ngăn cản chuyện đáng sợ này phát sinh, ma tổ la hầu buông tha, thu tổ hùng tiểu bạch làm tòa kỵ ý niệm trong đầu. Sau khi bị cởi trói, tổ hùng tiểu bạch cũng dự đoán được thân phận của người này. Ma đạo lão tổ La Hầu, một vị đại hung thần. Ma tổ La Hầu, ngươi khinh thường hùng, đáng đợi bị hồng quân xử lý. Tổ hung tiểu bạch ở trong lòng nguyền rủ một phen về sau, cầm cái kia mai diệt thế hắc liên tử chuẩn bị rời đi, trở về chính mình hắc thiết chi xăm. Tổ hung tiểu bạch ngươi mặc dù cùng bổn tọa không có tọa kỵ chi duyên, nhưng bổn tọa nhìn ngươi cực kỳ thuận mắt, thưởng ngươi một đoạn cơ duyên. Cùng bổn tọa đi du lịch hồng hoang một phen mắt thấy tổ hùng tiểu bạch sắp bay về hắc thiết chi sâm la hầu giơ tay lên một đạo bình chướng ma vụ ngăn cản tổ hùng tiểu bạch cảm ơn ý tốt của đại thần tu vi của gấu nhỏ ở hồng hoang quá nguy hiểm gấu nhỏ cảm thấy ở hắc thiết sâm an toàn hơn tổ hùng tiểu bạch ôm quyền thở dài với ma tổ la hầu hy vọng ma tổ la hầu tha cho mình một mạng đây chính là ma tổ la hầu a à, chính là hắn cùng hồng quân tính kế long phượng tam tộc sinh ra tam tộc dết chóc tạo thành đại kiếp nạn đi theo ma tổ la hậu hung thần này, quá nguy hiểm, vẫn là quay về hắc thiết chi sâm ngủ an toàn. Chờ Long Hán đại kiếp nạn, đại la kim tiên chết không còn nhiều lắm, bản hùng lại ra sống. Người cái này hùng thật đúng là nhát gan đến cực điểm, rõ ràng đã là đại la sơ kỳ, tại này hồng hoang thế giới tính là cao thủ nhất lưu. Lại chỉ dám trốn ở dưới thiên đạo che chở, tham sống sợ chết, ngu xuẩn đến cực điểm. ma tổ la hầu nghe được tổ hùng tiểu bạch nói, lúc này giận dữ mắng mỏ tổ hùng tiểu bạch. Đồng thời vì mình buông tha thu tổ hùng tiểu bạch, làm tọa kỳ sáng suốt cử chỉ mà lai. Bổn tọa chính là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, tổ long ba người ở trong mắt bổn tọa cũng chỉ là một con kiến hôi, bổn tọa muốn bóp chết bọn họ, bất quá chính là chuyện một bàn tay mà thôi. Ngươi cùng bổn tọa đồng du, ai có thể làm gì ngươi? Đợi lượng kiếp nổi lên, bổn tọa sẽ thả ngươi trở về. Mà tổ la hầu nói xong, cũng mặc kệ tổ hùng tiểu bạch có đồng ý hay không, trực tiếp câu đối phương lại. 12 phẩm diệt thế hắc liên mang theo một người một gấu, phá hư động đi. Mà tổ la hầu mang theo tổ hùng tiểu bạch, lần này du lịch chính là vạn năm, tứ hải bác hoang cùng đại bộ phận địa phương đều đi qua. Mà tổ la hầu chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, chính là nơi nào không thể đi, có ai dám nói một chữ không? Mà tổ nổi giận, huyết đồ bác phương, tổ hùng tiểu bạch đã chứng kiến những lời này chân thật những người đó chết thật thảm hồn phi phách tán một chút cơ hội cũng không có ha ha không nghĩ tới trên thế giới hồng hoang này lại còn có chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới cường giả thú vị trong đó tại một tòa tiên sơn mà tổ la hầu cảm ứng được một vị chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả hắn dự định cùng đối phương luận đạo một phen ngốc hùng bổn tòa đợi lát nữa người muốn cùng người luận đạo không tiện mang ngươi đi trước ngươi theo bổn tọa đã du lịch hồng hoang vạn năm, bổn tọa xem ngươi tư chất coi như không tệ, đủ để tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng ngươi tính trơ tận xương, nếu không hảo thân tu luyện, đại la kim tiên đỉnh phong chính là cực điểm của ngươi. Hồng hoang lượng kiếp đã bắt đầu, bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu, hảo hảo tại hắc thiết chi xâm đợi, có thiên đạo che chở, dưới thánh nhân, không ai dám động đến ngươi. Mà tổ la hầu không có ý định mang theo tổ hùng tiểu bạch đi luận đạo với đối phương, nếu đối phương nhìn bên cạnh mình có đầu gấu con, bị cười nhạo thì làm sao bây giờ? Ma tổ la hầu sau khi nhắc nhở tổ hùng, liền cởi bỏ tất cả giam cầm trên người tổ hùng tiểu bạch, trả lại tự do cho hắn. Vật này là ma liên tử, bổn tọa lấy 12 phẩm diệt thế hắc liên liên tử, luyện chế thành tiên thiên pháp bảo. Có nó hộ thể, không phải đại la kim tiên đỉnh phong không thể thương tổ ngươi mảy may, ngươi này ngốc hùng đừng đem pháp bảo này ăn. Lúc chia tay, tay áo ma tổ la hầu vung lên từng chuỗi hạt châu màu đen đeo trên cổ tổ hùng tiểu bạch vạn năm ở chung ma tổ la hầu cảm thấy con gấu ngốc này đặc biệt thú vị nếu không phải bản thể quá khó coi mình nhất định thu nó làm tòa kỵ gấu nhỏ tạ ơn đại thần ban thưởng tổ hùng tiểu bạch hướng về phía ma tổ la hầu ông quyền thở dài cúi đầu hành lễ ma tổ la hầu mặc dù khinh thường hùng đối với bản hùng còn tính sai cái này một vạn năm không có thiếu cho bản Hùng Ăn Thiên Địa Linh Quả. Tổ Hùng Tiểu Bạch nhìn Ma Liên Tử trên cổ, mặt gấu tràn đầy vui sướng. Ma Liên Tử tỏa ra mùi thơm ngát, nước mắt Tổ Hùng Tiểu Bạch cũng không nhìn được chảy ra. Ma Tổ Đại Thần, gấu nhỏ cam đoan không ăn hạt sen thì thêm một chút. Tổ Hùng Tiểu Bạch cầm Ma Liên Tử, bắt đầu dùng sức thêm vào. Phi phi. Cái này thêm, Tổ Hùng Tiểu Bạch cảm giác so với ăn mật trắng còn khổ hơn vội vàng nhổ nước miếng một cái. Phốc phốc. Ma tổ la hầu đã ở ngoài vạn dặm, cảm giác một màn, nhìn không được cười. Chính mình lúc trước luyện tạo ma hạt sen lúc, liền dự đoán được lấy tổ hùng tiểu bạch tính tình tham ăn, rất có thể sẽ đem ma hạt sen ăn hết, liền ở phía trên bỏ thêm một ít chướng khí. Lúc bổn tọa rời đi đặc biệt nhắc nhở gấu ngốc kia, không nên ăn hạt sen ma, kết quả gấu ngốc kia không nghe, hiện tại tự tìm khổ ăn a à trách không được bổn tọa a hết chương này chương chín không không chín tiên thiên dây hồ lô bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương chín không không chín tiên thiên hồ lô đằng tổ hùng tiểu bạch mang theo ma liên tử một đường phi hành nó còn đang buồn bực vì sao ma liên tử lại khổ lúc mới gặp ma tổ la hầu mình nhặt được một viên hạt sen diệt thế hắc liên ăn vào thơm nhát ngọt ngào dư vị vô cùng vì sao hạt sen ma lại khổ như vậy? Khổ chết gấu rồi. Chẳng lẽ là ma tổ La Hầu luyện chế ma liên tử, hỏa hầu lớn, đem diệt thế hắc liên tử nướng khét. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Tài nấu nướng của ma tổ La Hầu không gì hơn cái này sao? Không đúng, là thuộc luyện bảo không được. Tiên sơn bất chu là bàn cổ đại thần cột sống biến thành, như bàn cổ đại thần tinh thần, thẳng đứng thiên địa. Bất Chu Sơn có ý chí còn sót lại của bàn cổ đại thần, cho dù là thiên đạo to lớn, cũng không thể chạm đến phá hư. Duy nhất có thể phá hư Bất Chu Sơn, chỉ có huyết mạch bàn cổ đại thần. Nếu như không phải Chúc Dung và Cộng Công trong thập nhị tổ vu, hai tên bạch hóa này, bị châm ngòi ly gián vô tình đụng phải Bất Chu Sơn, làm cho ý chí cuối cùng của bàn cổ đại thần tiêu tán ở Hồng Hoang, vu tộc cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Tổ hung tiểu bạch một đường phi hành, bất tri bất giác bay tới Bất Chu Sơn. Vừa nhìn bay đến Bất Chu Sơn, Tổ Hùng Tiểu Bạch lơ lửng ở giữa không trung, nơi này nhưng là có hảo bảo bối. Khụ khụ khụ, bản Tổ Hùng đại thần nếu đi tới Bất Chu Sơn này, chính là có duyên với những bảo bối này, đương nhiên nên thu vào trong túi. Là cái gì cho Tổ Hùng Tiểu Bạch sức mạnh như vậy, trong tay càng không đỉnh phòng ngự chí bảo. Còn có ma tổ La Hầu thưởng ma liên tử, nhất là câu kia không phải đại la kim tiên đỉnh phong không thể thương tổn chút nào điều này làm cho tổ hùng tiểu bạch lòng tin tăng nhiều a à, đại la kim tiên đỉnh phong cũng không phải cải trắng nơi nào dễ dàng như vậy gặp được hơn nữa bản hùng thiên đạo đại đại gia mà tổ la hầu loại này cái thế hung thần đều nguyện thưởng bảo đại khí vận chi hùng khẳng định sẽ không dễ dàng gặp được đại la cao thủ bất chu sơn này có ý chí còn sót lại của bàn cổ đại thần tổ hùng tiểu bạch cảm thấy vì mình biểu thị tôn kính đối với bàn cổ đại thần vẫn là đi bộ tốt nhất tổ hùng tiểu bạch đáp xuống bất chu sơn trước tiên thu hồi thần thông lộ ra bản thể hùng nhãi con bàn cổ đại thần hôm nay gấu nhỏ tới bất chu sơn du ngoạn nếu có bất kính xin thứ lỗi tổ hùng tiểu bạch ở trên con đường nhỏ trong núi bất chu sơn ba lạy chín lạy chỉ thấy tiên thiên thần phong của bất chu sơn nhỏ đi rất nhiều vốn tiên thiên thần phong kia cho dù là thái ất kim tiên dùng pháp bảo, cũng chống đỡ không được bao lâu, hiện giờ tản đi một bộ phận uy lực, tổ hùng tiểu bạch của đại la kim tiên cảm giác thông suốt. Tổ hùng tiểu bạch hi hi cười, mình thật sự là một con gấu thông minh lại hiểu chuyện, ý chí của bàn cổ đại thần đều âm thầm giúp mình. Bàn cổ đại thần chỉ cần ngài phù hộ, tiểu hùng lần này thắng lợi trở về, tiểu hùng ngủ chăm tùng tính thời gian trái cây cũng sắp chín, tiểu hùng ngày sau nhất định lấy ra cung phụng ngài nếu như tổ hùng tiểu bạch thiên đạo xuất phân quan nếu biết tổ hùng trong lòng nói như thế nào ha 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 tiểu bạch ngươi thật đúng là biết thêm a à, ông chân của ta ngươi lại muốn cung phụng bàn cổ da gấu của ngươi là ngứa đi chuyến đi tầm bảo này có ý chí của bàn cổ đại thần phù hộ cộng thêm khí vận của bản thân hùng bản tổ hùng đại thần tất nhiên có thể thắng lợi trở về nghĩ tới đây tổ hùng tiểu bạch bước chân ngắn của mình ở trong núi chạy thật nhanh tổ hung tiểu bạch một đường chạy chậm, đầu tiên là gặp được 10 đại tiên thiên linh căn một trong hồ lô đằng, mặt trên còn mở ra bảy đóa kim hoa. Hi hi, bảo bối tốt, là bản hùng được rồi. Tổ hung tiểu bạch ông tiên thiên hồ lô đằng trực tiếp xuất phát, tiên thiên hồ lô đằng này ngày sau sẽ kết ra bảy cái tiên thiên hồ lô, đều là bảo bối tốt thượng đẳng. Tổ hung tiểu bạch nghĩ nó còn chưa kết ra tiên thiên hồ lô trước, đem nó nhổ về hắc thiết chi xâm trọng ở tổ hùng cung, cùng ngủ chăm tùng thả cùng một chỗ. Đừng nhìn tổ hùng tiểu bạch bản thể chỉ là một đầu hùng nhãi con, nó một thân cự lực đủ để dời núi lấp biển. Đứng lên cho bản hùng. Tổ hùng tiểu bạch quan trọng hơn hàm răng, xuất ra sức bú sữa toàn thân, cũng không thể nhổ dây leo hồ lô lên. Tiên thiên hồ lô đằng, ngươi không để mặt bản tổ hùng đại thần đúng không? Tổ hùng tiểu bạch có chút phát hỏa, lấy chính mình toàn thân kình lực, coi như dời lên trăm tòa núi lớn cũng là nhẹ nhàng buông lỏng. Hôm nay lại không cách nào nhổ tiên thiên hồ lô đằng, khẳng định là tiên thiên hồ lô đằng chi linh dở trò quỷ. Tổ hùng tiểu bạch tế xuất pháp bảo, hữu trảo tử điện chu y, tả trảo như ý tường trúc. Nếu tiên thiên hồ lô đằng không nể tình, vậy đừng trách bản hùng lòng dạ độc ác. Nếu sống không mang về được, liền đem chết mang về, đằng kiền của tiên thiên hồ lô cũng là bảo bối tốt tổ hung tiểu bạch vặn hai kiện tiên thiên linh bảo, trái phải khai cung, dùng sức đánh chết tiên thiên hồ lô đằng. Mỗi lần hai kiện tiên thiên linh bảo công kích, tiên thiên hồ lô đằng đều run rẩy một cái, cho đến khi càng ngày càng hung, cũng bắt đầu rụng lá hồ lô. Tiên thiên hồ lô đằng bị hai kiện tiên thiên pháp bảo oanh sát, nó rốt cục chịu không nổi, chủ động cùng tổ hùng tiểu bạch phát ra thần thức trao đổi. Kính xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, buông tha bần đạo một con đường sống đường sống, bản tổ hùng đại thần cho ngươi. Là mình không muốn, hết lần này tới lần khác muốn tìm đường chết. Hôm nay ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là bản tổ hùng đại thần đem ngươi đánh chết, mang theo thi thể của ngươi trở về. Tổ hùng tiểu bạch cầm hai kiện tiên thiên pháp bảo, dừng tay trước. Dù sao tiên thiên hồ lô đằng còn sống, so với chết còn có giá trị hơn nhiều. Đạo hữu, bần đạo từ lúc khai thiên chi sơ, liền cắm rễ ở đây bất chu sơn trên tu luyện, chỉ cần lại tu luyện mấy chục vạn năm là có thể lấy chứng đại đạo nếu như lúc này rời khỏi bất chu sơn tự đoạn theo chân tất nhiên sẽ cắn trả lúc trước tu luyện sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mong rằng đạo hữu thả bần đạo một con đường sống kết thiện duyên được không tiên thiên hồ lô đằng hướng tổ hùng tiểu bạch kể ra nỗi khổ của mình liên tục cầu xin tha thứ vì một đường sinh cơ a à. không tốt bản tổ hùng đại thần có thể ở đây bất chu sơn gặp được ngươi đây là bàn cổ đại thần ban cho ta tạo hóa. Đã là bàn cổ đại thần ban tặng, ta há có thể không cần. Tuy rằng bản tổ hùng đại thần thiện lương đáng yêu, nhưng bản hùng há có thể vi phạm ưu ái của bàn cổ đại thần. Tổ hùng tiểu bạch nắm chặt hai kiện tiên thiên linh bảo, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, tiên thiên hồ lô đằng vội vàng nói. Đạo hữu, bần đạo nói cho ngươi biết tiên thiên linh căn hoàng trung lý vị trí, đạo hữu thả ta một ngựa được không? bất chu sơn này còn có một gốc tiên thiên thập đại linh căng hoàng trung lý tiên thiên hộ lô đằng biết vị trí hoàng trung lý hơn nữa đối phương từ bạn cổ khai thiên đến nay vẫn không có sinh ra linh trí tuy rằng mọi người đều là tiên thiên thập linh căng nhưng vì mạng sống chỉ có thể hy sinh hoàng trung lý bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo ân ừ. có thể tổ hùng tiểu bạch suy nghĩ một chút đồng ý yêu cầu tiên thiên hồ lô đằng nhưng lại đưa ra một điều kiện mới nói cho bản hùng hoàng trung lý vị trí bên ngoài còn muốn ngươi lập xuống thiên đạo lời thề ngày sau ngươi trên dây mây kết ra bảy cái tiên thiên hồ lô đều đem về bản tổ hùng đại thần nếu như tiên thiên hồ lô đằng sắp chết bất khuất bản hùng giết chết nó cũng chỉ đạt được một kiện tiên thiên bảo bối nếu đối phương đáp ứng yêu cầu của mình bản tổ hùng đại thần chẳng những có thể thu hoạch một gốc tiên thiên linh căn hoàng trung lý ngày sau còn có thể đạt được 7 cái tiên thiên hồ lô. Kiếm ổn định không thua thiệt a. À. Cái này. Tiên thiên hồ lô đằng có chút do dự, nếu như sau khi mình chứng đạo thành công, liền có thể hóa hình, tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thánh nhân. Chính mình lại thôn vệ kết ra này 7 cái tiên thiên hồ lô, nuôi ngược bản thể, tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nhưng mình một khi mất đi bảy tiên thiên hồ lô, mình cũng chỉ có thể là hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường cẩn thận nghĩ lại, nếu như mình không đáp ứng con gấu xấu xa này, mình sẽ không có ngày mai. Hỗn nguyên bình thường đại la kim tiên, cũng tốt hơn là chết. Tốt, bần đạo đáp ứng đạo hữu. Tiên thiên hồ lô đằng nguyên thần cắn răng, đáp ứng điều kiện của tổ hùng tiểu bạch. Trên thiên đạo, sau này bần đạo đằng kết ra bảy hồ lô tiên thiên, đều thuộc về tổ hùng tiểu bạch, dùng cái này chấm dứt nhân quả hôm nay. Sau khi nó lập lời thề thiên đạo, đồng thời nói cho Tổ Hùng Tiểu Bạch, vị trí cụ thể của Hoàng Trung Lý ở Bất Chu Sơn. Thiên đạo lời thề lập xuống một khắc kia, nó dễ dàng cho Tổ Hùng Tiểu Bạch kéo lên nhân quả, ngày sau cái kia bảy cái tiên thiên hồ lô đã thành thục, sẽ ở thiên đạo lời thề dưới chỉ dẫn, toàn bộ rơi vào Tổ Hùng Tiểu Bạch trong tay. Hết chương này. Chương 10 không một không tam thanh bạn đang nghe tại truyện chấm audio v năm không sáu không hai một Trần Quốc Tuấn Tiên Thiên Hồ Lô đằng muốn chứng minh hỗn nguyên đại đạo, đừng nghĩ nữa. Tại Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo qua đi, nó liền đột phá thất bại ngã xuống, bị bảy người kia phân thay. Tổ hung Tiểu Bạch vừa nghĩ tới, bảy người kia tại đi tới Bất Chu Sơn này, chuẩn bị phân Tiên Thiên Hồ Lô lúc. Chỉ thấy Tiên Thiên Hồ Lô ở trong mắt bọn họ không cánh mà bay, vẻ mặt mộng bức, ngẫm lại đã làm cho Hùng vui vẻ. Tội lỗi. Tội lỗi. Tiên thiên hồ lô đằng đạo hữu ngã xuống, bản tổ hùng đại thần há có thể vui vẻ chứ? Bản tổ hùng hẳn là mặt niệm mới đúng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng mộng bức của bảy tên kia, cùng với bảy tiên thiên hồ lô sắp tới tay, vui vẻ liền áp chế không được A. À. Tiên thiên hồ lô đằng nhìn tổ hùng tiểu bạch thu hồi hai kiện tiên thiên linh bảo, chạy tới vị trí Hoàng Trung Lý, yên lặng cầu nguyện. Hoàng Trung Lý huynh đệ, nguyên ngàn vạn lần phải bị con gấu xấu xa kia tìm được A. À? nếu con gấu xấu xa đó không tìm thấy anh, nó chắc chắn sẽ quay lại tra tấn bần đạo. Không thể không nói lời cầu nguyện của tiên thiên hồ lô đằng rất có tác dụng, tổ hùng tiểu bạch ở trên núi Bất Chu tìm hai ba mươi ngày, rốt cục tìm được tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Bất quá tổ hùng tiểu bạch cũng không phải rất vui vẻ, tuy rằng dễ dàng chiếm được hoàng trung lý này. Đạo lý tiện nghi không có hàng tốt, cũng là thực dụng cho hiện tại. Hoàng trung lý này sở dĩ không có phản kháng một chút, là bởi vì trạng thái của nó cùng ngũ châm tùng trước đó không kém nhiều lắm, bản tiên thiên tử khí cuốn quanh, sắp bệnh chết tịch diệt. Cũng may bản tổ hùng đại thần có chín ngày nghỉ nhưỡng. Tổ hùng tiểu bạch đem tiên thiên linh căn hoàng trung lý, đặt vào cạn không đỉnh đeo trên cổ. Sau khi thu hoạch hoàng trung lý, tổ hùng tiểu bạch không khỏi cảm khái tiên sơn bảo bối nhiều, hắn trực tiếp mở ra hình thức càng quét. Tổ hùng tiểu bạch vừa càng quét, ngay tại bất chu tiên sơn càng quét ngàn năm, tiên thiên bảo bối trừ hoàng trung lý ra, một người cũng không tìm được. Ý chí của bàn cổ đại thần, đáng thương cho con thực thiết thú đáng yêu thiện lương này, hậu thiên linh bảo ngược lại để cho bản hùng nhặt được một đống lớn. Tổ hùng tiểu bạch bất tri bất giác đi tới một chỗ bí cảnh, nơi này tiên thiên thần phong cách bên ngoài mãnh liệt. a à, hưu. Thổi đến tổ hùng tiểu bạch đại la kim tiên sơ kỳ, thẳng đến rung rẩy nếu đổi lại là thái ất kim tiên không chết cũng bị thương nặng bàn cổ đại thần ngài nhất định là đang nói cho nơi này có hảo bảo bối nhưng là cần đại nghị lực mới có thể đạt tới gấu nhỏ hiểu rồi gấu nhỏ tất nhiên không phụ kỳ vọng của ngài tổ hùng tiểu bạch gỡ xuống trên cổ treo càng không đỉnh ném ra một đám pháp bảo bay ra tổ hùng tiểu bạch đầu đỉnh càng khôn như ý tường trúc cùng tử điện chù y trái phải lơ lửng mà liên tử bảo vệ tiền thân tổ hùng tiểu bạch dựa vào bốn kiện tiên thiên pháp bảo hộ thể đỉnh tiên thiên thần phong vọt tới ý chí còn sót lại của bàn cổ chỉ muốn nói một câu gấu ngốc ngươi hiểu lầm rồi bổn tọa dùng tiên thiên thần phong là muốn cảnh cáo ngươi thứ trong bí cảnh không liên quan đến ngươi thức thời nhanh chóng rời đi đi bất chu sơn địa phương khác nhặt bảo bốn kiện tiên thiên linh bảo hộ thể tiên thiên thần phong đối với tổ hùng tiểu bạch cũng không thể làm gì tổ hùng tiểu bạch rất nhanh đã tới tiên thiên thần phong một tòa tiên thiên phúc địa tràn ngập hào quang. Chẳng lẽ là tạo hóa thanh liên? Tổ hùng tiểu bạch lập tức biết trong tiên thiên phúc địa là vật gì, đây chính là bàn cổ đại thần để lại cho tam thanh A. Mặc dù là bàn cổ đại thần để lại cho tam thanh, nhưng bản tổ hùng đại thần ở trong tối tâm, được bàn cổ đại thần chỉ dẫn tới nơi này, tất nhiên chính là có duyên với bản tổ hùng đại thần. Hơn nữa bản tổ hùng đại thần chẳng những hiểu chuyện, còn lớn lên đáng yêu như vậy, bàn cổ đại thần nhất định ngượng ngùng không cho bản hùng đi. Cảm tạ bàn cổ đại thần ưu ái, gấu nhỏ trở về nhất định để cho thực thiết thú nhất tộc, vì ngài khai đàn cung phụng. Tổ hùng tiểu bạch đầu tiên là ba lạy chính lạy, cảm tạ bàn cổ đại thần phù hộ. Ý chí bàn cổ còn sót lại. Tổ hùng ngươi vì sao luôn có thể tự mình bổ não, ta không cần ngươi quỳ lạy hành lễ, ngươi mau rời đi đi. Mọi thứ ở đây không liên quan gì đến anh cả, mau cút đi, rời đi đi. Tổ hùng tiểu bạch không cách nào biết ý chí còn sót lại của bàn cổ suy nghĩ, liền trực tiếp đi về phía tiên thiên phúc địa, vừa tới cửa trời đầy sao hóa thành bình phong thần lực, trực tiếp đẩy tổ hùng tiểu bạch ra. Ai bảo tổ hùng tiểu bạch không hiểu chuyện như vậy, ý chí còn sót lại của bàn cổ chỉ có thể ra tay ngăn cản tổ hùng tiểu bạch. À, chắc là bàn cổ đại thần muốn nói cho gấu nhỏ, mặc dù tiên thiên linh bảo ở ngay trước mắt, cũng cần dùng đại nghị lực đi lấy được bàn cổ đại thần gấu nhỏ chứng minh cho anh xem tổ hung tiểu bạch tự động bổ não một phen đầu tiên là thở dài trực tiếp tế ra bốn kiện tiên thiên pháp bảo toàn lực đánh về phía bình phong thần lực bàn cổ ý chí chỉ muốn nói một câu cái đầu gấu này chứa cái gì vậy có thể ngừng bổ não được không ngươi động một chút là thở dài lễ bái hành lễ bổn tọa cũng không tiện đem ngươi đánh ra bất chu tiên sơn bốn kiện tiên thiên linh bảo cùng xuất ra ngay cả đại la kim tiên trung hậu kỳ nhìn thấy cũng muốn da đầu tê dại nhưng oanh kích trên bình chướng thần lực cũng bắn lên một tia gợn sóng di cư nhiên vô dụng bảo bối là của ta bản tổ hùng đại thần sẽ không buông tha tổ hùng tiểu bạch nhìn thấy bốn kiện tiên thiên linh bảo không thể lay động bình phong thủ hộ cũng cả kinh bất quá lập tức hắn liền trọng chỉnh lòng tin thúc giục bốn kiện tiên thiên linh bảo không ngừng oanh kích bình chướng chính mình là đầu có kiên nhẫn gấu nếu một lần oanh không ra vậy nhiều oanh kích vài lần một ngày không phá được bình phong liền mười 10 ngày trăm ngày chớp mắt lại là ngàn năm thời gian cái này một ngàn năm thời gian tổ long bế quan chấm dứt tu vi mặc dù có chút tiến bộ bất quá cảnh giới lại vẫn không có tăng lên muốn tăng lên cảnh giới chỉ có càng nhiều khí vận công đức nếu khí vận nhất mạch không đủ vậy đoạt khí vận tam mạch trở thành lân giáp tẩu thú phi cầm tam mạch cộng chủ. Cứ như vậy tổ long thống lĩnh long tộc dẫn đầu phát động đại kiếp nạn, thủy kỳ lân tinh thông tính kế hơn nguyên phượng. Cho nên thủy kỳ lân uy hiếp vượt xa nguyên phượng, hắn liền liên hợp nguyên phượng, dẫn hai tộc long phượng liên thủ giáp công kỳ lân tộc. Đại kiếp nạn Long Hán cứ như vậy tiến vào giai đoạn cao trào. Long Hán đại kiếp nạn hàng thế, tam tộc đánh một cái tàn A, à, hồng hoang bách tộc cơ bản đều bị ảnh hưởng chỉ có thực thiết thú nhất tộc trốn ở hát thiết chi sâm, xem kịch, an dưỡng tuổi già. Khu vực trung tâm hồng hoang, tiên sơn cách bất chu sơn ngàn vạn, hương vụ sương mù, tường vân che chở. Núi này chính là Côn Lôn Hư, trong động thiên phúc địa, ba người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Một người là bộ dáng lão giả râu bạc trắng, một người là lão giả trung niên cương nghị, một người là hình tượng thanh niên anh tuấn ngạo khí. Ba người chính là bàn cổ đại thần ngã xuống, nguyên thần nhất khí hóa tam thanh. Bộ dáng tam thanh chính là bàn cổ đại thần, lão niên, trung niên, thanh niên. Lão giả trâu bạc trắng đứng đầu tam thanh, thái thanh đạo đức thiên tôn lão tử, nam tử trung niên là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thanh niên nam tử là thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên. Tam thanh tới khai thiên chi sơ, liền ở cung lôn hư tu luyện, hiện giờ đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. Đại huynh, nhị huynh, ngàn năm qua có một vật một mực triệu hoán ta hai vị có cảm ứng không thông thiên đã tọa đột nhiên mở mắt ngừng tu luyện trực tiếp mở miệng nói từ một ngàn năm bắt đầu thông thiên mỗi lần nhắm mắt tu luyện liền có một thứ không ngừng triệu hoán quấy rầy hắn tu luyện nhưng là vì không quấy rầy hai vị huynh trưởng tu luyện liền vẫn không có nói ra hôm nay liên tục ngàn năm hắn rốt cục chịu không nổi ta cũng vậy nguyên thủy thiên tôn cũng gật đầu một cái hắn cũng cảm nhận được vật kia triệu hoán nguyên thủy thiên tôn tình huống cùng thông thiên giống nhau vì không ảnh hưởng hai vị huynh đệ liền một mực đè ở trong lòng hắn vẫn cho rằng chỉ một mình mình bị ảnh hưởng hôm nay tam đệ thông thiên cũng bị ảnh hưởng liền lập tức phụ họa vật này là phụ thần lưu cho chúng ta cho nên triệu hoán ba huynh đệ ta hôm nay chính là lúc ba huynh đệ ta xuất quan lão tử bấm ngón tay tính toán mở miệng trả lời hai vị đệ đệ của mình. Vật này hẳn là ở Bất Chu Sơn, bây giờ đang ở vào hồng hoang lượng kiếp, chúng ta ba người nhanh đi lấy về phụ thần để lại, trở lại đồng thiên phúc địa bên trong, nhớ kỹ không thể lưu lại. Lão tử cái này đại ca, sợ chính mình hai cái đệ đệ không hiểu chuyện, không cẩn thận nhúng tay lượng kiếp bên trong, không cách nào thoát thân, liền nhắc nhở một câu. Vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên hai người, đối với lão tử cái này đại ca vẫn là rất tôn kính, lựa chọn nghe theo đối phương ý kiến. Tam thanh cùng nhau hóa thành kim quang, hướng bất chu sơn trốn đi, lấy về trong tối tâm bảo vật. Hết chương này.